Xin chào tất cả các học viên thân mến ạ, mình là Lý và rất vui được là người dẫn dắt chương trình ngày hôm nay. Chương trình giới thiệu doanh nghiệp và định hướng cơ hội việc làm mình cho các bạn học viên Phoenix với tên gọi Xcareer lần đầu tiên được tổ chức ạ. Chương trình nhằm cung cấp đầy đủ kiến thức, thông tin về thị trường việc làm IT hiện nay và các công ty tại Việt Nam một cách đầy đủ, chính xác đến các học viên, cũng như là cơ hội để lắng nghe những thắc mắc, băn khoăn của học viên trong quá trình tìm kiếm việc làm. Từ đó Phoenix có thể tìm được cách đi phù hợp để đồng hành và hỗ trợ nhau sau này. Và điểm đặc biệt ạ, sau chương trình các bạn sẽ được tự chọn ra ba doanh nghiệp để đưa vào tầm ngắm và Phoenix sẽ đồng hành giúp các bạn chinh phục được họ. Ở đây chắc chắn là quyền lợi dành cho các bạn học viên rồi. Cụ thể như thế nào thì các bạn hãy cùng đợi ở phần cuối chương trình nhé. Và trước tiên ạ, tôi xin giới thiệu qua về agenda chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có các phần như sau. Đầu tiên là sẽ giới thiệu bức tranh chung về nhà tuyển dụng và tìm họ ở đâu. Tiếp theo sẽ giới thiệu cụ thể về 50 doanh nghiệp mà Phoenix đang hợp tác và cả ngoài các doanh nghiệp mà Phoenix đang hợp tác nữa. Cái nội dung thứ ba là cách khai thác thông tin từ một website nhà tuyển dụng cụ thể và học viên sẽ được thực hành khai thác website đó. Và phần nữa là sẽ là phần Q&A hỏi đáp, giải đáp những các thắc mắc của học viên. Và phần cuối cùng là các bạn sẽ cùng đưa ra những cái bài tập, gọi là bài tập về nhà đi, để cho các bạn học viên chúng ta cùng gửi lại bài thu hoạch sau chương trình ngày hôm nay. Và chắc là trước khi vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời các bạn tham gia một trả lời một câu hỏi duy nhất thôi. Tôi sẽ show một cái poll ở trên màn hình ạ. Mọi người sẽ cùng trả lời câu hỏi này giúp tôi nhé. Mọi người có nhìn thấy poll chưa ạ? Nếu các bạn không nhìn thấy poll thì mọi người có thể vuốt màn hình của mình sang trái hoặc sang phải để nhìn thấy poll nhé. Mình đã bắt đầu thấy các bạn học viên dần dần trả lời rồi. Theo đăng ký tại Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2023 Việt Nam có bao nhiêu doanh nghiệp chuyển đổi số ạ? Hơn 700 doanh nghiệp, đáp án 1. Đáp án 2 là hơn 7.000 doanh nghiệp. Đáp án 3 là hơn 70.000 doanh nghiệp. Và đáp án cuối cùng là hơn 700.000 doanh nghiệp ạ. Vâng, các bạn hãy cùng đưa ra cái lựa chọn của mình đi ạ. 700, 7.000, 70.000 hay là 700.000 ạ? Không biết là các bạn có, nhiều bạn chắc là cũng đã biết rồi. Nhiều bạn thì chắc là chọn theo kiểu sổ số kiến thiết miền Bắc thích số nào thì chọn số đấy đúng không ạ? Nhưng vì các con số vẫn đang tiếp cái bốn bốn cái lựa chọn này vẫn đang tiếp tục nhảy, nhưng mà chúng tôi thì đang thấy có hai phương án được nhiều người lựa chọn nhất là 7.000 và 70.000 doanh nghiệp đấy, tức là cứ an toàn chọn cái khoảng giữa giữa mọi người. Chắc mọi người nghĩ là chắc ban tổ chức sẽ chờ đầu chờ cuối ra kiểu gì nữa, cần cân được cái khoảng giữa thôi. Là 700.000 thì chắc không mới tới, 7 à 7 7 700.000 thì không dành mới tới, còn 700 thì chắc là hơn, nên là mọi người đang cùng cùng đưa ra cái đáp án ở giữa cái khoảng 7.000 và 70.000, nhưng đáp án nó là 7.000 hay là 70.000 đây ạ. Vâng, mọi người tiếp tục đưa ra cái câu trả lời của mình đi ạ. Không biết là vẫn đang chạy đua, chắc là mình sẽ cho nhanh cái phần này thôi. Các bạn nào mà chưa trả lời thì chút nữa chắc chắn đáp án sẽ được bật mí ngay sau đây. Rồi bây giờ mình sẽ đếm ngược nhé, chắc cho các bạn 10 giây nữa để thử trả lời câu hỏi này xem. Mình bắt đầu đếm ngược ạ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi mình sẽ dừng cái poll ở đây. Ôi, có bạn comment là 30.000, đây là cái đáp án của ban tổ chức, không không nằm trong đáp án của ban tổ chức của mẹ, và 300.000 đó. Rồi mình sẽ kết thúc cái poll ở đây và sẽ share lên cho các bạn nhìn xem lựa chọn mà các bạn học viên lựa chọn nhiều nhất là đáp án số 3, hơn 70.000 doanh nghiệp chuyển đổi số trong năm 2023. Liệu đáp án này có đúng không? Thì chúng ta sẽ chờ đợi câu trả lời ở phần của anh Nguyễn Thành Nam. Và sau đây sẽ không làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa. Tôi xin kính mời anh Nguyễn Thành Nam, founder của Phoenix ạ, sẽ giới thiệu về bức tranh chung với các nhà tuyển dụng và tìm họ ở đây. Xin tìm họ ở đâu và xin trân trọng kính mời anh ạ. Alo ạ. Rồi, xin chào MC xinh đẹp Hải Lý và chào tất cả các bạn sinh viên. Đấy, nhiều đông phết 390 bạn. Rồi, ok.
À, một cái poll rất là thú vị, xem là có bao nhiêu. Tất nhiên là như Lý cũng đã nói rồi, ban tổ chức để ra bốn con số nó lệch nhau nhiều quá nó dễ đoán. Nếu mà thi ai là triệu phú thì ta sẽ không hỏi như thế. Người ta đang anh em chọn cái đầu cái đuôi chắc là sai, chắc là loanh quanh ở hai cái giữa. Ok không sao. À, bây giờ hỏi câu này nó có thể là gọi là cụ thể hơn tí nữa. Bây giờ bạn nào, tất cả các bạn sinh viên bạn kể tôi là 10 công ty công nghệ thông tin mà bạn biết tên. Nhanh. Kể tên cái công ty mà công nghệ thông tin mà bạn biết. Rồi FPT, Sapo, VNG, VNPT. FPT nhiều quá. Ricky, Bosch, Viettel, CMC, Data House, Mobifone, KMS, Apple, công ty Việt Nam, công ty nhé, công ty Tây Thông Tính. Đấy nhé, chúng ta rất nhiều người tham gia mà các bạn sẽ nhanh chóng nhìn thấy ngay rằng nó cũng loanh quanh chục tên rồi. Còn chưa thấy bạn nào mà viết được chục tên cả. Bạn nào cũng viết được hai ba tên. Thế nói chung là tóm lại là bạn đang xin ở đâu thì bạn tên công ty đấy. Một số công ty thì quảng cáo trên báo chí rất là nhiều, đồng thời bạn biết. Một số công ty là bạn đang dùng dịch vụ của họ thì bạn biết. Đâm ra cái con số mà lúc nãy bạn Lý bạn hỏi thì chúng ta cũng đoán mò, nói thẳng thế là cũng đoán mò thôi. Rồi. Tôi xin giới thiệu một chút bản thân mình, là tôi cũng hơi lớn tuổi rồi so với các bạn ở đây, thì bây giờ hôm nay cũng khá già rồi và cũng 35 năm trong ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam. Thực sự là tôi cũng không biết, nói thật. Thế nhưng tôi biết một điều rất quan trọng là thực ra trong với tất cả mọi người chúng ta ấy, thì cái hành trình mà đi tìm được một cái công việc làm nó phù hợp, ưa thích, thực sự là một hành trình vất vả. Chúng ta đi học mà có thể là đấy là hành trình quan trọng nhất của cuộc đời con người. Chúng ta đi học thì thường chúng ta thấy là khó lắm, thì học vất vả, đi người thì các bạn là kêu khó quá rồi làm cái này thế nọ, nhưng mà từ học về cơ bản nó cũng khá đơn giản. Thứ nhất là ta đóng tiền, ta đi học. Thứ hai nữa là học rồi chưa được thì ta lại học lại, thi trượt ta lại thi lại trước sự đỗ, trừ phi các bạn bỏ thôi, chứ còn về cơ bản nếu mà không bỏ là kiểu gì thì cũng qua được. Hạnh phúc hay không không quan trọng. Thế nhưng mà sau khi đi học xong mà bước vào thế giới việc làm thì thực ra chúng ta mới thấy rằng chúng ta thiếu rất rất nhiều các kỹ năng khác. Một trong những kỹ năng đấy tức là kỹ năng quan hệ với lại cấp trên, quyết quan hệ với đồng nghiệp. Bởi vì khi chúng ta làm đi làm ấy, thì chúng ta không tự làm mình, để chúng ta phải học chung, chúng ta phải làm chung tất cả các dự án, chúng ta phải trong cái mối quan hệ chúng ta phải bị ép buộc bởi làm cái này, chúng ta khách hàng họ yêu cầu thế này, đồng nghiệp thì lại kém, lãnh cấp trên thì lại gây sức ép. Chúng ta có rất nhiều những cái sức ép ở bên ngoài, những cái đòi hỏi về cái hành xử, về cái teamwork, về cái chuẩn mực trong ngành. Nó có rất nhiều, chúng ta làm công ty, mỗi công ty nó lại có một cái chuẩn mực khác nhau. Không phải công ty nào cũng giống công ty nào. Công ty trẻ, công ty già, công ty thì to, công ty nhỏ. Công ty thì nhiều người nước ngoài, công ty lại ít người nước ngoài, công ty lại có được các học lực nó cũng không giống nhau. Tất nhiên khi đi, chúng ta đi học thì các bạn của chúng ta khá giống nhau, nhưng khi vào môi trường làm việc thì chúng ta con người rất 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 khác nhau. Và chúng ta lúng túng. Cái điểm thứ hai tôi muốn nhấn mạnh là khi đi học đi làm thì chúng ta kém thiếu là chúng ta bây giờ là phải đi kiếm tiền. Thì chúng ta vớ vào cái một cái câu hỏi tức là bao nhiêu thì là đủ, thực ra bao nhiêu thì là tương xứng với năng lực của mình, chúng ta cũng không biết. Chúng ta có những sức ép khi chúng ta lớn lên, chúng ta có những sức ép, đặc biệt là chúng ta mà đi xây dựng gia đình rồi là thì chúng ta có sức ép là phải học phí cho con, rồi là vợ kêu, rồi chồng có ý kiến, rồi chúng ta có nhu cầu đi du lịch, tức là rất nhiều cái nhu cầu thực sự để cuộc sống ta mới phát sinh. Thì cái hành trình tôi nói rằng là, và các bạn có thể hiểu rằng ấy là rất rất nhiều nơi trên thế giới này, các nước giàu có ấy, thì họ về cơ bản thất nghiệp thì họ cũng có thể sống được, không bao giờ ai chết đói cả. Thế nhưng mà họ vẫn phải đi tìm việc làm, thì con người mà không có việc làm thì mình cảm giác không có ích. Mình cảm giác không có ích thì mình cảm giác là mình rất khó chịu, thì một lúc thôi kể cả có tiền mình vẫn thấy là khó chịu, bởi vì mình không đóng góp được, không làm con người là một tổ chức, một cái thực thể rất là xã hội và họ không đóng góp.
Tôi muốn nói điều này để nói rằng là đây hành trình đi kiếm một việc làm là một hành trình rất là vất vả, gập ghềnh, các bạn phải bỏ rất nhiều công sức. Thì tôi nói lý do, tôi sẽ nói vì sao tôi lại nói cái việc đó, bởi vì là thực sự hôm nay là cái ngày chúng ta biết nhau, lần đầu tiên tôi có mặt ở đây thì cũng như đại diện là cái trung tâm gọi là hướng nghiệp của Phoenix, thì tôi sẽ là người đồng hành cùng các bạn cùng các đồng đội của tôi nữa trong trung tâm, đồng hành cùng các bạn trên hành trình này. Thế nhưng mà đây hành trình của các bạn phải tự đi tìm kiếm, các bạn phải tìm được cái gọi là cái hạnh phúc, thực ra tìm được công việc mà nó hợp, mà nó phù hợp, thì thực ra đấy là hạnh phúc lớn nhất. Không không khác gì lấy vợ lấy chồng mà hợp người cả. Có điều cái này hơi khác tí là mình có thể thay đổi được, tức là mình không phải làm một phát là phải trúng anh, mà có thể là tại cũng thay đổi vì vài lần cũng mới được. Thế thì cái ý tưởng làm buổi này ấy, thì nó muốn là ngay từ ngày đầu tiên ở đây, rất nhiều các bạn sinh viên là ngày đầu tiên đi học, tôi nghĩ rằng tất cả những cái này là phải bắt đầu từ ngày đầu tiên, còn các tổ chức giáo dục mà đợi đến khi học xong rồi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện này, tôi nghĩ đã hơi bị muộn. Mà thực sự là chúng ta phải bắt đầu từ ngày đầu tiên đi học, và chúng ta đã nghĩ về chuyện đó rồi. Thì câu hỏi hiển nhiên nêu ra đầu tiên mà bạn Lý bạn nêu lúc nãy rồi, nếu mà chúng ta là người đi làm trong ngành công nghệ thông tin thì có bao nhiêu cái công ty có thể tuyển dụng được chúng ta? Từ nãy các bạn kể đấy thì cũng dăm bảy ông nào bị kể được nhiều nhất cũng 5 ông, mà tổng tất cả các ông kể lại đây lúc nãy bạn Lý bạn tổng hợp lại được hơn 10 ông. Nó chẳng nhẽ cả thế giới này chỉ có 10, hơn 10 công ty như vậy có thể tuyển dụng. Thì câu hỏi này cũng chưa ai đặt ra thật. Thì đâm ra là hôm nay thì tôi bắt đầu một cái việc đó. Thực sự là có bao nhiêu công nghệ, công ty mà chúng ta có thể gọi như là tham gia vào đó được. Chưa kể cho một công ty còn làm việc gì nhé. Thì còn đầu tiên mới biết là công ty gì đã. Cái này tôi cũng kể cái chuyện vui vui chứ, là hồi cách đây độ 30 năm, 20 năm, hơn 25 năm thì tôi cũng ở lơ ngơ như các bạn thôi, mặc dù học hành rất là nhiều, nhưng mà đi sang Ấn Độ, khi mà tôi gặp một công ty của Ấn Độ và hỏi các bạn ấy là trong công ty của bạn có bao nhiêu cái job, tức là bao nhiêu cái vị trí công việc ấy, thì bạn ấy nói, và đây là công ty phần mềm, bạn nói bạn có hơn 220 vị trí công việc khác nhau. Lúc đấy là mình duy nhất đối với mình thì mình nghĩ trong công ty chắc có mỗi vị trí một là giám đốc, tức là quản lý, tức là quản lý, hai là dev, tức là hết. Nhưng hóa ra nó có rất rất nhiều vị trí khác nhau. Đấy là cái khác biệt của một cái ngành công nghiệp, chứ không đơn giản chỉ một vài công ty. Và rất may là chúng ta đã có một ngành công nghiệp công nghệ thông tin ở Việt Nam tương đối phát triển. So với các nước trong khu vực thì tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng là một nước có ngành công nghiệp thông tin khá phát triển, không đến nỗi lạc hậu. Thì tôi sẽ bắt đầu bằng tôi share cái màn hình một chút. Bắt đầu bằng câu hỏi là chúng ta đi tìm các công ty nguồn ở đâu, là có bao nhiêu công ty, nó phải có cách. Mọi người nhìn thấy cái màn hình không nhỉ? Rồi ok. Thế làm thế nào để hiểu thêm về nhà tuyển dụng? Câu hỏi số 1 là có bao nhiêu nhà tuyển dụng? Đấy, chúng ta Lý đã đặt ra một câu hỏi là có bao nhiêu người, thì có nhiều nguồn khác nhau. Cái vấn đề quan trọng không phải là số lượng, mà quan trọng là chúng ta đi cái phương pháp luận chúng ta tìm như thế nào. Thì đây tôi sẽ show cho các bạn cái cách mà chúng ta đi tìm. Rồi, thứ nhất là Việt Nam có một cái gọi là Bộ Thông tin và Truyền thông, website Bộ Thông tin Truyền thông, các bạn có thể Google ra được ngay. Và trên website Bộ Thông tin thì thông tin đã có thông tin chính thức là 70.000 doanh nghiệp chuyển đổi số. Con số mà lúc nãy như vậy là các bạn đa phần chúng ta đã đoán đúng. Con số là 70.000 chứ không phải là 7.000, cũng không phải là 700.000. Nhưng mà doanh nghiệp chuyển đổi số thì không hẳn là doanh nghiệp chuyển đổi số, là doanh nghiệp có thể hiểu rằng công nghệ thông tin là những cái doanh nghiệp mà công nghệ thông tin là cái quan trọng đối với họ. Tức là nó hay dùng một chữ tiếng Anh nó gọi là enable, tức là công nghệ thông tin là cái nền tảng để cho họ phát triển. Thì nữa chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nó lại công ty kiểu như thế nào. Nguồn thứ hai là một công ty nó gọi là hiệp hội, nó gọi là Vinasa, gọi là hiệp hội các công ty phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin, gọi là Vinasa, cũng có website đàng hoàng chấm. Thì trong website của Vinasa này nó nói có 400 thành viên. Chúng ta có thể chắc chắn rằng 400 cái thành viên này đều là những cái công ty tạm gọi là chúng ta cho nên thì Vinasa đây là hiệp hội duy nhất về cái này, thì khả năng lớn là các công ty lớn đều nằm ở đây cả.
để chúng ta thu hẹp lại cái gọi như là cái phạm vi tìm kiếm của mình. À, những công ty thuộc Vinasa này khả năng lớn là khó là công ty lớn, còn những kia là trên 70.000 kia trên đăng ký trên bộ thì họ không liệt kê tên các doanh nghiệp, như 400 này là doanh nghiệp. Chúng ta có một nguồn nữa, tức là Việt Nam cái bộ thông tin truyền thông thì hàng ngày ra một cái sách trắng, tức là hàng năm thì theo số liệu sách trắng của công nghệ thông tin truyền thông giai đoạn 2016-2020 thì cho đến năm 2020 thì ở Việt Nam có 13.544 công ty phần mềm. Như vậy là chúng ta có thể là lấy ước kê là bốn, nếu mà doanh nghiệp chuyển đổi số là 400 thì Vinasa nó chỉ chiếm một khoảng độ là bao nhiêu phần trăm, 5% số lượng công ty thuộc thuộc cả ngành công nghiệp, và doanh thu phần mềm là 5,5 tỷ đô la Mỹ với thu hút hơn 150.000 nhân lực khác nhau. Như vậy đây là những con số nó gọi là macro, tức là con số có tính gọi như là tổng, gọi là macro, tức là bao tổng quát của cả ngành công nghiệp của Việt Nam. Đây là một số cái nguồn, thực ra các bạn có thể có rất nhiều những nguồn khác nhau, chịu khó đọc báo hoặc chịu Google, chúng ta có rất nhiều nguồn khác nhau để chúng ta biết được rằng là có bao nhiêu cái công ty mà chúng ta có thể tương lai sẽ là cái nhà tuyển dụng của chúng ta, nơi mà chúng ta giao dịch vào. Rồi, bây giờ chúng tôi sang mở sang cái đoạn 2 là tôi muốn nói là cái công ty đấy ví dụ công ty nào. Lúc nãy chúng ta nói doanh nghiệp chuyển đổi số thì tôi lấy một cái ví dụ. Hàng năm thì nhà nước, chính phủ có tổ chức một cái là diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp số Việt Nam. Và đây là những công ty tài trợ cho cái diễn đàn đó năm 2022. Chúng ta thấy một danh sách tương đối khác biệt so với cái các bạn đã kể lúc nãy. Trong này, trong số công ty các bạn đã kể lúc nãy thì chỉ có hai thằng thôi, là một đúng FPT, thì chắc trên báo đài nghe nhiều, hai là VNPT. VNPT thì đa phần chúng ta đều sử dụng các dịch vụ của MPT, mà chúng ta có lẽ cũng đây, bạn nào dùng Mobifone hoặc Vinaphone thì đều hiểu rằng đấy là dịch vụ của VNPT. Ra VNPT còn có dịch vụ VN Post, còn rất nhiều những cái dịch vụ khác. Ngoài ra thì những công ty còn lại là khá xa lạ. Thì bắt đầu bằng một cái dịch công ty mà chúng ta có lẽ ở đây có một, trong Sài Gòn thì trong miền Nam thì rất là nổi, rất là phổ biến, nhưng người Bắc thì đấy hơn, đó là Momo. Là một cái ví thanh toán. Momo thực ra xuất hiện trên thị trường cũng mới thôi, cách đây năm 2016, 17 gì đó thì họ bắt đầu. Và gần đây thì mới là họ làm cái dịch vụ là các bạn đã biết rồi, họ làm cái ví mình để vào đấy và thanh toán được mình tất cả các thứ, mình không cần phải có cầm tiền mặt đi theo. Bây giờ nó gọi là dịch vụ không dùng tiền mặt, là rất là phổ biến, đi đâu chúng ta cầm cái điện thoại cài app Momo hoặc một cái ví tương tự. Có thể độ ở Việt Nam có khoảng 30 cái ví tương tự như này chứ không phải có một ví. Momo là đặc trưng nhất, to nhất, có phần lớn nhất. Và vì sao Momo được coi là một nhà tuyển dụng tương lai? Bởi vì Momo có đến hàng ngàn lập trình viên. Việc chính của Momo chính là lập trình. Mặc dù trông nó giống như một công ty tài chính, dịch vụ họ cung cấp là dịch vụ tài chính, nhưng nó không phải dịch vụ tài chính mà dịch vụ thanh toán, chính xác là dịch vụ thanh toán. Nhưng mà thực sự họ là một công ty công nghệ thông tin. Thế đấy nó gọi là công ty chuyển đổi số. Và tuyển dụng của họ thì một trong công ty tuyển dụng nhiều, khá nhiều, với tốc độ tăng trưởng của các ví này là khá lớn. Rồi, bên trên Momo là một cái logo màu xanh, không biết là các bạn nào nhận ra được đấy là công ty gì không? Rồi, bạn có bạn trả lời đúng, giao hàng tiết kiệm. Bên trên đó là chính là giao hàng tiết kiệm. Công ty giao hàng tiết kiệm thì tại sao lại tuyển lập trình viên làm gì? Tìm shipper mới là đúng chứ, đúng không? Chúng ta nếu mà hiểu công ty giao hàng thì bản chất là phải dùng gọi như là tuyển shipper. Rồi, thế nhưng mà vì sao công ty giao hàng tiết kiệm không những là một công ty mà công ty đã tài trợ cho diễn đàn quốc gia, thì nghĩa là ông cũng được loại hàng đầu rồi về mặt công nghệ thông tin. Bởi vì sao? Bởi vì cái app, thực ra cái việc giao hàng ấy là việc công nghệ thông tin rất là nhiều, việc phần mềm rất là nhiều để chúng ta cài một cái app ra để biết. Nhưng thực ra cái đằng sau đấy không đơn giản chỉ là cái app, là cái app nó phải tính được con đường ông đi từ chỗ nào đến chỗ nào, đã muốn tiết kiệm
thì cái chữ tiết kiệm này quan trọng lắm. Tiết kiệm thì không phải là tối ưu chứ, thì nó mới tiết kiệm. Chứ còn nếu ông cứ hô phát là đi ngay, cứ có đơn là chạy, đơn là nổ là chạy, thì rồi thì thực ra là tốn kém. Thì ông ta tiết kiệm ông đã phát triển được nhiều, vì chứng tỏ là ông đã tính toán tối ưu và các loại, và cuối cùng rằng cuối cùng là cũng là cái hệ thống thông tin của ông mới là quyết định sự thành công. Bởi vì những công ty như Giang này cũng vô tiên lủng nhiều lắm. Đây là một category tên một, rất những công ty nó không chỉ một mình Giang tiết kiệm, tôi có giao hàng nhanh như một loạt công ty logistics khác, và các công ty nào phải cơ bản mà nói có hệ thống công nghệ tốt hơn là công ty đấy thắng. Là vì thế các công ty này đều biết điều đó, và họ đầu tư vô cùng to lớn cho những việc này. Rồi bên cạnh gian hàng tiết kiệm là một công ty rất, tôi rất khá ngạc nhiên là thấy ít người nhắc. Có bạn nào đã từng làm ở Misha, đã từng nghe đón Misha chưa? Rồi công ty Misha thì các bạn đã nói đúng là một công ty về lâu đời về phần mềm kế toán ở Việt Nam. Công ty là một công ty làm phần mềm và nó sẽ chuyên về một lĩnh vực là kế toán, là dành cho các doanh nghiệp và thậm chí là vừa và nhỏ, tức là bạn ấy không tập trung. Các bạn có thể, các bạn có thể Kiosk Việt là một trong những công ty mà thuộc cái loại như thế này, tức là cung cấp những cái dịch vụ. Misa được coi là market leader, tức là cái người dẫn dắt thị trường. Thì cái này không cần nói, vì công ty cung cấp phần mềm thì đương nhiên phần mềm là gốc. Nhưng bên cạnh chúng ta thấy công ty Điện Quang là một công ty làm bóng đèn. Ở đâu có điện, ở đâu cần điện thì ở đấy có Điện Quang. Bóng đèn, phích nước, các loại chẳng liên quan gì. Vì sao? Lại nếu mà công ty không liên, công ty bán bóng đèn thì liên quan gì đến phát triển doanh nghiệp số mà đi tài trợ cho diễn đàn quốc gia? Bóng đèn thông minh. Bóng đèn thông minh là bóng đèn như thế nào? Rồi, thực ra bóng đèn nó không khái niệm thông minh hay không, mà hệ thống điều khiển mới là khái niệm thông minh hay không, thì gọi là cái công tắc thì mới gọi là cái thông minh hay không. Chứ có cái đèn thì bật nó lên, mà không bật thì nó không lên thôi. Thế nhưng công tắc tức là bật cái nào, chỗ nào, thì đấy là một hệ thống. Và bây giờ người ta gọi khái niệm là smart home, mà không phải là chỉ có đèn, mà tất cả các thiết bị ở trong nhà. Các bạn có thể đang ngồi thế này mà sáng quá thì bạn ấn nút chứ không phải đi được đâu cả, thì tự nhiên ánh sáng nó giảm chỗ này và bật nó lên chỗ kia. Tức là những công ty này bây giờ họ đưa ra những cái gọi là giải pháp về ánh sáng, chứ nó không đơn giản chỉ là bán đèn. Tức là bán một cái giải pháp về ánh sáng. Và cũng Điện Quang này cũng là một trong những công ty, cũng khá nhiều công ty làm như thế này. Bởi vì bây giờ những cái giá trị của một hệ thống như vậy trong một cái bóng đèn, vì nếu mà chỉ bán bóng đèn không thì Điện Quang sẽ không có cơ hội lắm, mà thực ra sẽ bị cạnh tranh rất là ác. Mà bán một cả hệ thống như vậy thì cái Điện Quang sẽ có lợi thế, đặc biệt Điện Quang là cái thương hiệu đã, nên là Điện Quang đầu tư rất lớn vào cái việc mà gọi là chuyển đổi số, mà về cơ bản là rồi viết phần mềm đó lại như thế. Nhưng phần mềm đấy là phần mềm bạn nói đúng là IoT. Rồi một cái dưới thì gọi là AC, gọi là ngân hàng Phương Đông cũng là tài trợ. Tôi muốn để thêm một tin nữa là tại sao ngân hàng lại trở thành nhà tài trợ tin. Thì bây giờ ngân hàng đang là cái đơn vị chi tiền nhiều nhất cho công nghệ thông tin. Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngân hàng thì 3% chi phí đầu tư cho IT, 50% số ngân hàng bỏ 3% chi, tức là tổng chi phí của họ. Ngân hàng là chi phí rất lớn, các bạn nhìn thấy là máy móc thiết bị khắp nơi, rồi là nhà cửa khắp nơi, nhưng mà 3% chi phí, và trong đó 13% ngân hàng ấy thì chi đến 13% chi tổng chi phí cho IT. Con số này có thể lên đến hàng ngàn tỷ. Các bạn có thể dễ dàng Google được xem là một ngân hàng bình thường như ngân hàng VPBank hoặc là OCB này, một năm chi bao nhiêu tiền công ty, khoảng 800.000, 800 tỷ đến 1.000 tỷ, lớn hơn rất nhiều các công ty công nghệ thông tin bình thường. Cả đấy là lý do mà các công ty ngân các ngân hàng đều được coi là những nhà tuyển dụng công nghệ thông tin lớn ở trên thị trường. Mà tôi nhắc nên tôi sắp hết giờ nên tôi sẽ nhanh một chút. Còn các bạn nhắc nhiều đến crypto và tất cả những thứ khác, thì trên thị trường Việt Nam xuất hiện những ngôi sao mới. Và đây là cái màn hình quảng bá cho một cái event, tức là một cái gọi là một cái hội thảo về game và blockchain của khu vực Đông Nam Á này. Nó gọi là Future Game Blockchain. Các bạn nhìn thấy là công ty Việt Nam chiếm đa số trong này. Đây là hai lĩnh vực mà các công ty Việt Nam đang dẫn đầu. Hôm nay thì tôi có dự cái lễ khai trương cái văn phòng của VBA, tức là Hiệp hội Blockchain Việt Nam, thì có một thông tin cho rằng Việt Nam đang là một trong ba
cường quốc gọi là về blockchain thì có, ở trong này chúng ta nhìn thấy có những công ty như đây của anh Lợi Lưu là Kyber Network, của anh Thanh là Coin 98, của anh Đào là Rickshop. Đấy, chúng ta nhìn thấy những công ty rất nổi tiếng về game như là Sky Mavis của anh Trung Nguyễn, hoặc là Silver à, gọi là Amanot của anh Bình, hay là Athen của anh Linh. Tức là các bạn này còn rất trẻ, đặc biệt của cái ngôi sao mới này là công ty rất trẻ, nhưng mà họ đã có những vị thế rất lớn trên cầu. Và ngành công nghiệp này là ngành công nghiệp chúng ta gọi là tạm gọi là underground, tức là bởi vì sao, bởi vì ở Việt Nam này rất ít người nói đến, vì thị trường của các bạn này là thị trường toàn cầu nên các bạn ấy không hiển diện rõ lắm. Nhưng mà về mặt doanh thu cũng như thì các bạn cũng tương xứng với cái mà các bạn chúng ta nãy giờ chúng ta nhìn thấy, thì chúng tôi gọi là ngôi sao mới. Rồi gần hơn với cái của chúng ta nữa thì đây là năm 2021 thì Phoenix đã initiate ra một khái niệm, nó gọi là một nhóm gọi là nhóm 198. Thì nhóm này các bạn nhìn thấy vì hồi đấy đang Covid nên chúng tôi tổ chức một cái buổi họp và ký kết online hoàn toàn trên mạng. Đây là cái văn bản mà đã ký kết cam kết với nhau rằng các doanh nghiệp không những chỉ tuyển dụng, tức là đấy, mà phải tham gia vào quá trình đào tạo, tức là tạo điều kiện cho càng nhiều các gọi là sinh viên hoặc là những người có cơ hội mong muốn tham gia vào cái ngành công nghệ thông tin này càng nhiều càng tốt. Cam kết với nhau là sẽ không dựa vào cái bằng cấp mà dựa vào thực sự năng lực của họ, dựa vào quyết tâm của họ, không dựa vào một chút mà họ chưa đủ thì các chúng tôi cam kết với nhau là sẽ hỗ trợ đào tạo giúp họ. Thực xưa đến nay các doanh nghiệp chỉ đứng ngoài đợi các tổ chức đào tạo đọc xong thì mới gọi là tuyển. Nhưng mà cái nhóm 198 này thì cam kết với nhau rằng là các họ tham gia vào quá trình đó từ ngày đầu. Và chính cái buổi hôm nay là bước đi đầu tiên. Nếu các bạn, tôi chạy fast forward một chút, tức là đến cuối cùng, đến cuối cái buổi này các bạn sẽ được yêu cầu chọn ra 3 công ty mà các bạn mong muốn làm việc ở đó. Thì chúng tôi sẽ giúp các bạn gặp được những người ở công ty đó. Đấy, thì đấy, cái đấy là cái bước tiếp theo, nhưng tất nhiên các bạn phải chọn lại. Bây giờ để giúp các bạn có thể chọn được đúng thì tôi xin nhường lời lại cho anh Thắng, là anh ấy chi tiết hơn nữa một số các công ty mà theo như chúng tôi cho rằng là các bạn nên tập trung quan tâm ban đầu. Đây các bạn hiểu rằng đây là chỉ là gợi ý nhé, còn tất cả các bạn có thể có lựa chọn hơn rất là nhiều. Rồi cảm ơn Lý, cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của anh. Chúng ta chia sẻ và đang nhìn thấy là một bức tranh khổng lồ của các doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành công nghệ thông tin đúng không ạ? Và những tưởng là công ty sản xuất bóng đèn hay là tích điện thì không liên quan gì, nhưng mà hóa ra là vẫn liên quan. Và chúng ta để thu hẹp hơn cái bức tranh rộng lớn đấy. Thì phần tiếp theo, xin kính mời anh Hoàng Việt Thắng sẽ giới thiệu với chúng ta về 50 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam ạ. Xin trân trọng kính mời anh Thắng ạ. Rồi, cảm ơn Lý, cảm ơn anh Nam đã giới thiệu. Để cho anh xem. Mọi người nhìn em. Có nhìn thấy anh ạ. Rồi thì thay mặt cho trung tâm cung ứng nguồn nhân lực thì hiện giờ tôi đang phụ trách, thì cũng sẽ giới thiệu cho với các bạn một số những cái thông tin. Thì về cơ bản thì Phoenix cũng đang hợp tác với hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thì trong nước thì chiếm đa số hơn, còn phía nước ngoài thì tập trung chủ yếu các doanh nghiệp ở thị trường Nhật. Còn ở trong nước thì đa phần là các doanh nghiệp đang nằm ở các cái thành phố lớn ấy. Chẳng như trước là có Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. Dần dần gần đây thì có thêm Vinh, Huế, Cần Thơ, các tỉnh miền Tây. Thì cơ bản là các cái doanh nghiệp hợp tác đối tác với cả Phoenix thì cũng rất là tập trung vào các cái chương trình học của các bạn, chẳng hạn như về backend này, về Java này, hoặc là full stack, hoặc là mobile, hoặc là cũng đi theo các cái role như là tester, rồi dev, rồi BA. Thì đa phần các công ty nó sẽ có 3 cái mức độ về quy mô. Mức độ đầu tiên nó sẽ là khoảng 100 đến 300 người. Đấy, thì ở những cái công ty ở quy mô 100 đến 300 người thì cũng khá là vừa và nhỏ. Đấy, thì cái cơ hội phát triển để thăng tiến nó rất là nhiều. Rất là dễ thăng tiến trong những công ty như thế khi mọi thứ còn đang mới bắt đầu.
Ở cái mốc thứ hai thì sẽ là khoảng 300 đến 500. Đấy, thì những cái công ty này thì đã tương đối ổn định rồi, chẳng có quy trình rồi, có các cái vị trí rồi, team lead rồi, dự án rồi, rất nhiều thứ tương đối ổn định. Đấy, thì cơ hội thăng tiến thì nó cũng chậm đi, không không nhanh được như trước nữa. Tuy nhiên là nó sẽ ổn định và sẽ học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm từ các cái anh chị đi trước. Còn cái quy mô thứ ba thì sẽ là từ 500 đến 1.000. Đấy, thì với cái quy mô này thì cơ bản là các cái công ty đấy khá là to rồi và sẽ có đa dạng các cái mảng lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, và cái cơ hội học hỏi cũng sẽ rất là nhiều. Thêm nữa cái cơ hội tăng tiến thì có thể là sẽ không còn nhanh nữa. Đấy, tại vì mình chỉ là một cái mắt xích thôi, một cái lúc cái độ chuyên môn hóa rất là cao rồi, mình sẽ chỉ làm một cái phần ở đây. Chẳng hạn như về về dev chẳng hạn, với công ty nhỏ thì mình làm khá là nhiều thứ, từ một chút về design, về code, xong rồi thậm chí unit test. Thì còn nếu mà những cái công ty mà to thì có thể chỉ mình làm một phần thôi, một cái function ở đấy trong một cái dự án thôi, một cái module thôi, thì cái liên quan độ chuyên môn hóa rất là cao. À, thì cơ bản là các cái nhóm công ty này thì có một cái mức lương khá là, tương đối là ổn định. Chẳng hạn cái mức cho fresher thì sẽ khoảng từ 5 đến 9 triệu. Còn cái mức mà các bạn có kinh nghiệm rồi thì nó sẽ khoảng từ 9 đến 15 triệu. Đấy, cơ bản là như thế. Và đa phần là các công ty sẽ có khoảng hai cái cơ hội, hai cái mốc để thay đổi lương, tăng lương 6 tháng một lần. À, thì mình sẽ có cơ hội review, đánh giá rồi điều chỉnh lương nếu mà hoàn thành được cái kết quả công việc tốt. À, cái điểm quan trọng nữa với các cái công ty này là cái mức lương sẽ phụ thuộc rất nhiều vào năng lực. À, đại khái là mình sẽ có thể lúc bắt đầu thì nó sẽ hơi thấp, có thể là thấp. À, tuy nhiên là trong quá trình thì mình sẽ thể hiện được năng lực rồi mình đóng góp mang lại nhiều giá trị cho dự án, và cái mức lương của mình sẽ tăng lên tương ứng và thậm chí tăng khá là nhanh. Có những trường hợp các bạn có thể tăng gấp đôi mức lương sau một năm. Thì cái nhóm thì sẽ có bốn nhóm chính: nhóm về gia công phần mềm outsourcing, nhóm về phát triển sản phẩm product, nhóm dùng công nghệ thông tin hỗ trợ ngành nghề khác như anh Nam chia sẻ lúc đầu ấy, nhóm chuyển đổi số, và một cái nhóm thứ tư liên quan đến việc phát triển game. Cái này thì nó cũng khá là mới, tuy nhiên là nó đang cần rất là nhiều nhân sự. À, thì đây thì cái nhóm đầu tiên sẽ liên quan đến nhóm gia công phần mềm. À, thì cơ bản thì cái đặc trưng của cái nhóm này ấy, thì người ta sẽ cần một cái cần 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 nhân sự có một cái nền tảng kiến thức khá là chắc, chẳng hạn như về thuật toán, giải thuật này, hoặc là về những cái như hướng đối tượng Java Core chẳng hạn. Đấy, thì những cái thứ đấy người ta chỉ cần cơ bản là cần chắc những cái thứ kiến thức nền tảng thôi. À, sau đó thì mình có thể học thêm những cái ngôn ngữ liên quan đến, học thêm các framework liên quan đến ngôn ngữ, chẳng hạn như là Java có Spring Boot, PHP, Laravel, tương tự thế cho .NET và các cái ngôn ngữ khác. Đấy, thì cái đặc trưng của những cái công ty này do cái nhu cầu, cái cơ hội về dự án nó rất là nhiều, nên là cái khả năng tự học linh hoạt thay đổi theo cái nhu cầu của dự án nó rất là quan trọng. Thế nên khi mình đã có một cái nền tảng đấy mà mình có cái khả năng tự học tốt đấy, thì ví dụ như chẳng hạn mình đang làm dự án với Java, nhưng mà sắp tới lại có dự án với PHP thì có thể chỉ trong vòng khoảng 2 3 tuần thôi mình đã có thể học và nắm bắt được những cái thứ cơ bản của cái ngôn ngữ mới để join vào dự án mới. Và tương tự đây, khi có blockchain, AI hoặc ChatGPT, những cái thứ nó mới mẻ mà công ty đang muốn định hướng đi theo chẳng hạn, thì mình cũng sẽ phải có xu hướng học rất là nhanh những cái ngôn ngữ mới và thay đổi liên tục. Đấy, thì cơ bản là sẽ cần một cái nền tảng vững chắc và khả năng tự học tốt. Đấy, thì một số công ty chẳng hạn như sẽ đi theo một cái hướng nó cũng khá là chuyên sâu, chẳng hạn như Solartech thì trước là đang tập trung rất nhiều vào blockchain. Tuy nhiên bây giờ do blockchain nó đang thị trường đang hơi giảm thì lại chuyển sang các cái ngôn ngữ khác đa năng hơn. Đấy, tuy nhiên là yêu cầu người ta chẳng hạn là mỗi một người phải có biết 2 ngôn ngữ backend, chẳng hạn Java và PHP. À, có những cái công ty như kiểu Smart OSC chẳng hạn, đấy thì lại biết cần phải có full stack, nghe vừa làm cả front end vừa làm back end,
và phải biết cả về mobile nữa. Hoặc là chẳng hạn như ở bên LaTeX đấy, thì bên LaTeX là các cái ngôn ngữ, các cái công ty mà làm cái dự án liên quan đến Bộ Công an đấy, thì các cái dự án đấy cũng khá là khó đấy, và người ta sẽ yêu cầu cái kỹ năng rất là cao. Cái hướng của các cái công ty gia công phần mềm ấy, thường nó có hai hướng chính. Chẳng hạn như mình đã đi từ kỹ thuật, từ dev. Tuy nhiên sau một thời gian mình sẽ có hai hướng, mình sẽ đi hướng chuyên môn, có thể phát triển chuyên sâu thêm, chẳng hạn như là có, hoặc là đi theo hướng dự án. Đấy thì nếu mà đi theo hướng chuyên môn ấy, thì mình sẽ càng ngày càng đi theo hướng chuyên gia rồi expert liên quan đến design, đến giải thuật, tư vấn giải pháp cho khách hàng về mặt chuyên môn. Hoặc là mình sẽ đi theo hướng về quản trị dự án, thì sẽ có một team, rồi team nó to dần lên, rồi 5 người, 10 người. Xong rồi mình cũng sẽ phát triển các dự án thành PM, rồi thành DM. Đấy, thì thường là sẽ có hai hướng như thế. Thì với các cái công ty outsource ấy, thì cái điểm quan trọng nhất của người ta là người ta sẽ cần phải cân bằng được cái nguồn lực. Đấy, chẳng hạn như không thể quá nhiều senior được, nên là vẫn cần phải có một cái lượng professor junior nhất định, và cái tỷ lệ nó phải cân đối để dự án có thể vẫn bảo đảm được chất lượng, nhưng mà cũng vẫn sẽ có lãi và mới phát triển được. Thế là luôn luôn sẽ cần cái nhu cầu về professor. Thậm chí là có những cái công ty còn có một cái tư duy mở hơn, bằng cách là người ta liên tục người ta tuyển thực tập rồi đưa lên thành professor, professor lại đưa lên thành junior, junior lên thành senior, và cứ đi thành một cái luồng như thế để bảo đảm cái nguồn nhân sự người ta khá là ổn định. Thế là cơ bản là trong cái giai đoạn thị trường đang biến động như bây giờ thì có thể sẽ thừa người. Tuy nhiên là thừa có thể là cái nhóm kinh nghiệm có thừa, nhưng mà đâu đó người ta vẫn cần những cái nhóm về fresher, và người ta còn thậm chí còn có nhu cầu mạnh mẽ hơn về cái nguồn lực intern với fresher, vì cái nguồn lực đấy nó cũng sẽ mang lại cho người ta rất là nhiều những cái lợi thế. Thì đây là nhóm về gia công phần mềm. Cái nhóm các cái công ty về sản phẩm, về về product ấy, đấy thì cái này có đặc thù hơn. Chẳng như cái nhóm outsource ấy, thì người ta chỉ quan tâm người có cái nền tảng và có khả năng tự học tốt thôi. Còn về phía product ấy, thì lại chọn thiên về tinh thần và thái độ hơn. Chẳng như cái người đấy phải có thái độ tốt này, rồi đam mê, rồi thích, kiên trì, không bỏ cuộc. Đấy, chẳng hạn như giống như tinh thần ở các bạn học ở Phoenix này, thì các bạn cũng sẽ học đại khái chương trình học rất là khó, nhưng mà các bạn sẽ cố gắng, rồi rất là nhiều vấn đề thử thách nhưng cũng vẫn sẽ vượt qua và học cho đến kết thúc cái môn học, không bỏ cuộc giữa chừng, mặc dù trong quá trình học có thể chậm rồi có thể gặp nhiều vấn đề. Đấy thì cái tinh thần của các cái công ty làm product ấy, nó thích những người như thế, và cơ bản là người ta sẽ thích những người mà chấp nhận cái sự mơ hồ đó. Đấy, chẳng hạn như là dám dám thử thách và dám học thử cái mới chẳng hạn. Đấy thì vì những cái product thì đa phần nó sẽ giải quyết một cái vấn đề ở đấy, và nó chưa từng, hầu như là chưa có xuất hiện ở trên thị trường, nên là mà những công ty về làm về product thì cái cơ bản là cái quy mô nó cũng nhỏ, lúc đầu chỉ có khoảng 5 đến 10 người thôi, nên nó cũng không có quy trình, cũng không có nhiều những cái thứ phức tạp như bên outsourcing. Đấy, thì mọi thứ sẽ mơ hồ và sẽ rất là tập trung vào cá nhân, nên là cái việc mà kiên trì theo đuổi tinh thần thái độ tốt nó sẽ rất là quan trọng. Đấy, vì khi mình đã có một cái tinh thần, một cái đam mê gì thì mình có thể không biết thì mình sẽ học. Đấy, còn chưa biết làm thì mình cứ làm nhiều, rồi hướng dẫn, rồi làm sai thì thử, rồi dần dần cũng sẽ làm được. Đấy thì tuy nhiên là có cái nhược điểm của có một cái vấn đề nhỏ của các công ty product ấy, là cái công việc nó dần dần nó sẽ trở nên nhàm chán, vì có thể một năm đầu mình hứng thú nhưng mà 3 năm liền mình cũng chỉ làm cái sản phẩm đấy, rồi cũng sẽ chỉ fix những cái lỗi, sau này cũng sẽ đến giai đoạn maintain rồi, sản phẩm nó ổn định rồi thì mình cũng sẽ chỉ fix những cái lỗi mà từ user phản hồi trở lại, cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày, tháng qua tháng, và sẽ khá là nhàm chán. Đấy, tuy nhiên là mình sẽ học hỏi được rất nhiều thứ,
mình cái khả năng cái tính chỉnh chu này, rồi chất lượng này. Đấy thì ngược lại với áo số sinh, áo số sinh thì mình sẽ hơi ảnh hưởng, có hơi bị cân bằng một chút liên quan đến đến tiến độ, cân bằng với chất lượng, nên là nhiều khi mình không 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 cần phải làm tốt đến tốt nhất có thể, mà mình chỉ làm tốt ở mức phù hợp với cả yêu cầu của khách hàng thôi, còn làm product thì do mình làm cho mình, nên là đa phần là sẽ phải làm tốt nhất có thể trong khả năng của mình. Đấy, thì cái độ tinh túy tinh chọn rồi chất lượng nó rất là cao. Thì có thể kể ra một số công ty chẳng như GoChess. Đấy, thì đang có các sản phẩm về bảo hiểm y tế. Đấy, ý tưởng của người ta là một người có thể khám bệnh từ xa, chẳng như có một tập hợp rất là nhiều các bác sĩ sẵn sàng tư vấn về khám. Đấy, khi mình có bệnh có vấn đề gì đấy về tâm lý, về sức khỏe như nào đấy thì mình có thể hỏi, đặt lịch hỏi và bác sĩ sẽ tư vấn cho mình. Đấy, thì nếu mà cái việc cái bệnh nó ở mức độ vừa phải thôi, không không quá nặng và có thể dự đoán được ấy, thì có thể dùng AI các thứ này đó, phân tích data dữ liệu để biết được đấy bệnh gì, thì bác sĩ sẽ khám và tư vấn qua qua online luôn. Còn nếu mà nó nặng, nó phức tạp thì có thể sẽ đặt luôn một cái lịch, rồi có thể đến bệnh viện rồi đặt thuốc rồi mang đến tận nhà, rồi rất nhiều cái dịch vụ đấy. Chẳng hạn như là có thêm một công ty về Tanca cũng Hồ Chí Minh đấy, Tanca đây có nghĩa Tanca làm đấy. Thì cái sản phẩm người ta sẽ liên quan đến cái việc mà điểm danh khi và chẳng hạn như cái này thì nghe thì với các doanh nghiệp, các cái xí nghiệp thì rất là cơ bản. Tuy nhiên là với cái khối mà về bán hàng ăn chẳng hạn đấy, thì cái việc mà người đến người đi rồi nghỉ rồi làm part time rồi full time rồi hôm nay nghỉ mai người khác thay, rồi cái việc xử lý cái thứ đấy nó khá là phức tạp và nó biến động liên tục. Đấy, thì cũng có một cái sản phẩm để xử lý tất cả những cái vấn đề đấy, và có thể chấm công tự động này, rồi check lịch trực, rồi ghi nhận công, rồi trả lương, rồi thậm chí sắp xếp lịch, gợi ý gì đấy chẳng hạn. Đấy, thì hoặc là bên ở Hà Nội thì có Harmony. Đấy, Harmony cũng là cái công ty làm về product. Thế nhưng mà cái cách của người ta tiếp cận ấy, thì là chẳng hạn như những cái tool nổi tiếng trên thế giới về về đồ họa, thì chẳng hạn như VeriMark nhỉ, AutoCAD. Đấy, thì người ta sẽ có thêm rất nhiều cái add-in, add-on vào trong cái sản phẩm đấy. Đấy, thì bên Harmony cũng là một trong đấy. Nhưng cảm thấy có một cái gì đấy còn thiếu của các cái tool này, thì người ta làm thêm một cái add-on để nhúng vào cái 3DMark đấy, nhúng vào AutoCAD đấy, để cho cái việc mà mình sử dụng cái tool đấy nó hiệu quả hơn, và cái domain của người ta chọn là về xây dựng. Nhá, bây giờ thì chẳng hạn như người đạt đến mức độ là cứ đưa cái bản vẽ kỹ thuật vào là cái phần mềm nó sẽ chỉ ra phong thủy nó có vấn đề gì không, chẳng hạn như hai cửa đối diện nhau là không ổn này, hoặc là lối đi rồi phòng cháy chữa cháy rồi tất cả những thứ mà cơ bản là sẽ được cảnh báo trên cái bản vẽ này để mình biết mình sửa những thứ mà rất là cơ bản đấy. Thì đấy là cái bên Harmony đấy. Còn hoặc là eWay, eWay thì cũng là một cái công ty về product, chuyên về các cái sản phẩm liên quan đến đến tài chính đấy. Thì người ta cũng có một cái xu hướng chẳng hạn như là tách những cái công ty theo các cái dòng sản phẩm khác nhau, có những mỗi công ty là một sản phẩm và cứ thế phát triển thôi. Khi khi có một ý tưởng mới, tạo một cái team mới, build thành một công ty mới và lại đẩy ra thị trường, cứ liên tục quay vòng như thế cho đến khi cơ bản là công ty nào sống được thì sẽ duy trì và phát triển, còn công ty nào mà hiệu quả không tốt hoặc là bán không được thì nó lại giải tán, lại thành lập một công ty mới, cứ liên tục như thế. Đấy thì cái đặc trưng của các cái công ty về product. Cái nhóm thứ ba thì giống nãy anh Nam cũng chia sẻ rất nhiều, đây cũng là một cái hướng, cái xu hướng mới. Đa phần ở trong trước kia là các bạn bị trái ngành trái nghề, các bạn học từ xây dựng ngân hàng tài chính chuyển sang học công nghệ thông tin, thì cơ bản là các bạn sẽ bỏ đi những cái thứ kinh nghiệm cũ và chuyển sang một cái nghề mới, và đâu đó có cái sự bất lợi liên quan đến về tuổi, có thể là sẽ phải học lại và không cạnh tranh được với các bạn trẻ đang học về công nghệ thông tin.
Đấy thì cũng tuy nhiên là cái xu hướng về chuyển đổi số sau này đấy thì nó sẽ giúp được giải quyết được cái câu chuyện này. Nghe không phải chỉ có học để làm nghề công nghệ thông tin mà có thể học công nghệ thông tin để áp dụng ở chính cái nghề của mình. Thì cơ bản chẳng hạn như về tài chính kế toán chẳng hạn. Đấy thì các bạn học thêm về data rồi về thì nó sẽ giúp cho cái công việc nó tốt hơn. Đấy, hoặc là những cái bạn mà làm về đã có kinh nghiệm về xây dựng. Đấy, thì học công nghệ thông tin và cũng có một cái công ty ở bên này như là Takeuchi. Đấy, Takeuchi ở bên này. Đấy thì công ty Takeuchi cũng cũng như thế, cũng cũng làm về sản phẩm product về về xây dựng, và người ta đang có một cái vấn đề là cái người biết nghiệp vụ thì không biết về công nghệ thông tin, không làm sao mà giải thích cho những cái team lập trình làm được, mà team lập trình thì không biết về nghiệp vụ, thế là cũng chỉ làm ra những cái thứ mà đã biết được thôi. Vụ như ở đấy có cái sản phẩm từ bên Nhật nó đưa về Việt Nam và team Việt Nam chỉ biết những cái chức năng như thế đó. Bây giờ mong muốn người ta muốn tìm hiểu cái nhu cầu thực tế về mảng xây dựng, chẳng như là thiết kế bản vẽ rồi thi công rồi giám sát rồi vật liệu rồi thậm chí là sau khi hoàn thành xong thì có cho thuê rồi đi vào vận hành cái thứ chẳng hạn, là cũng có những cái chức năng như thế. Đấy, thì với cái khả năng đấy thì cái team dev không hiểu về nghiệp vụ nên cũng không làm được, mà cái team nghiệp vụ cũng hiểu về lập trình nhưng cũng không không làm sao nói chuyện được với nhau cả. Đấy thì sau đấy một cái giải pháp người ta đưa ra, nó sẽ tìm những người có nghiệp vụ cho đi học công nghệ thông tin. Đấy thì khi đấy thì cũng có thể không phải biết quá sâu về công nghệ thông tin nhưng mà cũng đủ để các bạn ấy có thể hiểu được, chuyển đổi được cái ngôn ngữ thực tế nghiệp vụ của cái nghề của mình sang cái ngôn ngữ của công nghệ thông tin, và để các bạn tìm nét các bạn có thể phát triển và các bạn làm được. Đấy thì điển hình như là có F88 đấy, cũng là công ty về về tài chính cho vay tiền, nhưng tuy nhiên là cũng phát triển rất là mạnh về công nghệ thông tin, cũng tuyển rất là nhiều các bạn về công nghệ thông tin. Đấy, hoặc là cái bên Giao hàng tiết kiệm chẳng hạn. Đấy, thì bây giờ người ta cũng định vị công ty của người ta là công ty về công nghệ chứ không phải công ty về về dịch vụ vận chuyển nữa. Đấy, và cơ bản là sắp tới những cái công ty về những cái mảng nghề chuyển đổi như này sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Đấy, thì cái việc học công tin học công nghệ thông tin bây giờ nó cũng sẽ đa dạng hơn, nó không chỉ học để làm nghề nữa mà học để áp dụng nâng cao cho cái công việc của chuyển đổi số của chính cái công việc của mình. À, cái nhóm thứ ba thứ tư thì liên quan đến việc game. Đấy thì cái này thì thực ra thì ở Phoenix cũng đã thấy cái tiềm năng thì cái nhu cầu của cái công ty này từ khá là sớm. Nên tuy nhiên là họ cũng khá cũng 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 không phát mặc dù phát triển rất mạnh, mặc dù rất là thiếu người, tuy nhiên là cũng không có đại khái những cái yêu cầu của họ về cái mảng game này nó khá là khác so với cả cái nhóm về lập trình, nên là để có cái chương trình rồi về đào tạo này thì cơ bản là vẫn đang chưa có sự thống nhất, và cứ mỗi công ty là một phong cách một kiểu và phải trực tiếp là cái công người của công ty điều đào tạo ra, thì nó có thể liên quan đến bảo mật, liên quan đến cái hướng phát triển game, rồi liên quan đến cái quy trình. Thực ra quy trình cũng là cái bí quyết để làm game. Đấy thì tuy nhiên đấy là cái giai đoạn trước. Còn đến cái giai đoạn bây giờ ấy, thì cái phần game nó cũng bắt đầu mở hơn. Chẳng thay vì mình phải tạo ra một cái game vậy, nghĩ ý tưởng thì design rồi làm tất cả mọi thứ như từ trước giờ vẫn làm. Đấy, thì nó sẽ khá là mất thời gian. Tuy nhiên bây giờ thì nó có xu hướng là sẽ mua game. Đấy, như bên Trung Quốc nó sản xuất game tương đối là nhiều, rất là nhiều, mỗi ngày có khi phải đến vài trăm cái game ấy. Đấy, thì mình sang mình chọn thôi, mình thấy cái game nào mà phù hợp mà hay hay mà thấy cũng phát triển được đấy, thì mình mua về, sau đó thì mình customize rồi sang tiếng Việt này, rồi mình điều chỉnh một số cái chức năng chế độ sao cho nó phù hợp với văn hóa luật pháp Việt Nam, sau rồi mình đẩy marketing rồi tạo cộng đồng chơi game rồi phát triển, thậm chí là có xuất hiện một cái nghề mới là nghề nghề test game nha, cả một nhóm chỉ có ngồi chơi game suốt ngày thôi để xem là game nó có vấn đề gì không, có lỗi gì, rồi sau đấy những người đấy sẽ là những cái người mà đi hỗ trợ tư vấn để phát triển cái cộng đồng chơi game.
Đấy thì nó cũng khá tương đồng ở cái bên cái nhóm làm product. Đấy thì cũng là một cái nhóm khá là tiềm năng trong cái thời gian tới. Chúng tôi cũng sẽ phát triển những cái nhóm đấy. Thì đấy thì cơ bản đây có thực ra Phoenix thì có khoảng hơn 200 đối tác. Tuy nhiên hôm nay tôi cũng chỉ giới thiệu khoảng 50 công ty chia thành các cái nhóm như thế. Rồi thì chắc là sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo của mình. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của anh Thắng ạ về doanh nghiệp 50 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Và phần tiếp theo thì chúng tôi đã giới thiệu ban đầu, chúng ta sẽ đến với phần khai thác thông tin từ website của nhà tuyển dụng. Vâng, anh Thắng chia sẻ 50 công ty thì 50 chúng ta chọn 10 và chúng ta lấy một thôi. Thì sau đây chúng tôi xin giới thiệu chị Vũ Yến Minh sẽ lựa chọn ra một doanh nghiệp điển hình để có thể giới thiệu về website của họ cho các học viên và cách mình tìm kiếm thông tin trên website của nhà tuyển dụng như thế nào. Xin mời chị Vũ Yến Minh ạ. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Minh, mình thuộc trung tâm cổ nguồn nhân lực ở Phoenix và công việc của team mình là sẽ hỗ trợ công việc cho học viên sau khi mà hoàn thành chương trình học ở Phoenix thì mình xin được phép chia sẻ màn hình của mình. Mọi người nhìn thấy màn hình mình chia sẻ đúng không ạ? Thật ra thì trong cái công việc ở bên mình ấy, thì để tìm kiếm doanh nghiệp hỗ trợ học viên Phoenix thì chúng mình cũng phải bắt đầu từ cái việc mà tìm kiếm thông tin thôi. Thì để có thể mà tìm kiếm cái doanh nghiệp hỗ trợ cho học viên thì bọn mình ban đầu cũng phải mà đặt bản thân mình vào cái việc là người đang đi làm và tìm kiếm các cái nhà tuyển dụng bằng các cái công cụ phổ biến hiện nay như ở trên Facebook hay là trên LinkedIn. Và website của doanh nghiệp cũng là một trong những công cụ mà phổ biến và hữu ích nhất để có thể hiểu được cái doanh nghiệp đó là ai, đã và đang làm gì, công việc của cái doanh nghiệp đấy có phù hợp với mình tại cái thời điểm hiện tại hay không. Và trong cái buổi Xperia 1 ngày hôm nay thì mình chỉ xin phép và chia sẻ một số cái kinh nghiệm của cá nhân mình trong cái việc khai thác thông tin doanh nghiệp từ website. Thì trong bất cứ một cái website thông thường của doanh nghiệp nào thì thường sẽ có ba cái tab quan trọng nhất sau đây. Là đầu tiên là cái tab About Us hoặc cũng có thể đổi tên thành giới thiệu chung về doanh nghiệp. Thứ hai là các cái tab giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ và khách hàng của doanh nghiệp. Và thứ ba là các cái tab mà liên quan đến thông tin tuyển dụng. Thì ở cái tab About Us thì các bạn có thể tìm hiểu thông tin về địa chỉ làm việc, quy mô của công ty hay là các cái thông tin về người điều hành của công ty. Thì những cái thông tin này thật ra nhiều khi thì các bạn có thể không quá để tâm đến vì nghĩ là mình mới chỉ ở cái fresher hoặc là intern thôi thì rất là khó để tiếp cận với những cái lãnh đạo cấp cao như thế. Tuy nhiên trên thực tế thì cũng không hẳn là như vậy. Thì từ cái quy mô hay tầm nhìn văn hóa của công ty thì mình cũng có thể đánh giá được một phần nào đó cái môi trường mà có thể là cái môi trường làm việc tương lai của mình. Với cái tab, các cái tab về sản phẩm, dịch vụ và khách hàng thì đương nhiên là từ những cái thông tin đó mình có thể nắm được công ty đó đang kinh doanh hoặc là vận hành một cái sản phẩm gì đấy. Ví dụ đó là công ty về gia công phần mềm hay là công ty làm sản phẩm hay là ngân hàng hay là công ty về logistics. Thì việc mà mình nắm được cái sản phẩm chính của công ty là gì đặc biệt quan trọng với rất là quan trọng với cả các cái bạn mà non IT khi mà các bạn ấy chuyển sang làm IT, ví dụ như là ở những công ty về logistics như là giao hàng tiết kiệm nên gia vận thì họ sẽ ưu tiên những cái nhân sự mà vừa có cái kinh nghiệm về mảng logistics mà lại có kiến thức về ngành IT. Những cái công ty về gia công hoặc là những cái công ty về gia công phần mềm như là Fshop này hoặc là những hoặc là CMC chẳng hạn ấy thì
Nếu mà họ có những cái đối tác làm về ngân hàng hoặc là y tế thì những cái bạn năm IT nhưng mà có kinh nghiệm là về ngân hàng hoặc là ngành y tế thường sẽ ghi được điểm cao ở trong mắt nhà tuyển dụng hơn. Và sau khi mà mình đã tìm hiểu rõ về cái thông tin của công ty cũng như các cái sản phẩm dịch vụ khách hàng của công ty rồi ấy, mà mình cảm thấy là đây chính là cái doanh nghiệp định mệnh của cuộc đời mình rồi thì đương nhiên là mình sẽ tìm hiểu tiếp đến cái thông tin tuyển dụng ở cái tab tuyển dụng để biết được là xu hướng tuyển dụng của công ty đó tại thời điểm hiện tại và trong tương lai gần thì là như thế nào. Rồi từ đó thì mình sẽ có những cái định hướng hoặc là những cái lộ trình cụ thể về việc học hơn. Ví dụ như là các bạn đang học khóa Java ở Phoenix chẳng hạn và muốn apply vào công ty giao hàng tiết kiệm thì trong cái lúc mà trong cái lúc mà mình đợi công ty họ sẽ available về cái vị trí tuyển Java Dev Fresher thì khi mà mình viết CV, mình chuẩn bị mình viết CV để mình tập trung để apply vào cái công ty đó thì mình nên viết nhiều về kinh nghiệm mà về logistics hoặc là cái kinh nghiệm làm về giao hàng của mình thì hoặc là nếu bạn nào chưa có nhiều kinh nghiệm làm về logistics thì có thể tự làm thêm vài một cái project cá nhân về cái ngành logistics, ví dụ như là xây dựng một số cái website đơn giản về bán hàng này hoặc là xây dựng một cái app quản lý hệ thống về kho đơn giản thôi. Thì như vậy họ cũng sẽ nhà tuyển dụng họ sẽ nhìn thấy là mình thật sự có tìm hiểu và thật sự quan tâm đến đến cái dịch vụ của công ty hơn. Và khi mà mình tìm hiểu một cách chính xác và đầy đủ về cái đích mà mình đang mong muốn theo đuổi thì mình nghĩ là cái việc mà bạn được nhận vào cái công ty mà mình mong muốn thì sẽ cao hơn. Và để tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu một số mình sẽ giới thiệu một cái công ty điển hình về một cái website. Về một cái website mà đang là đối tác của Phoenix. Và cái đối tác này cũng là đối tác chính của Facebook ở Việt Nam và làm trong mảng gaming creator, có chi nhánh tại Hà Nội và cả thành phố Hồ Chí Minh nữa. Nhưng mà mình tin chắc là đa phần là mọi người thường ít biết đến thông tin của công ty này vì nghĩ họ là doanh nghiệp nước ngoài. Và công ty này thì họ có tên là Apota và tên miền website của họ cũng khá là dễ nhớ, chỉ đơn giản là apota.com thôi. Thì khi mà các bạn click vào cái doanh nghiệp của doanh nghiệp Apota này thì trong cái website của công ty này cũng có đầy đủ ba nội dung rất là quan trọng, đó là cái tab giới thiệu về công ty, thông tin về khách hàng cũng như là các cái dịch vụ mà công ty đang cung cấp cũng như là các cái thông tin ở cái phần tuyển dụng này. Thì ở cái phần About Us này là phần giới thiệu về công ty thì các bạn có thể nắm được một số cái thông tin. Sau khi mà đọc xong thì mình có thể nắm được một số cái thông tin tiêu biểu. Ví dụ như là đây là cái công ty mà có khoảng hơn 450 nhân sự, có nghĩa là họ đang ở cái mức quy mô là ở trung bình khá nhưng mà lại phủ được hơn 50.000 à 50 triệu người dùng trên internet thì mình có thể đánh giá được về cái hiệu suất cũng như là hiệu quả của công việc ở công ty khá là tốt. Và về tầm nhìn hay là về cái phần tầm nhìn của công ty hay là về giá trị cốt lõi thì mình sẽ có thể đánh giá được là đây là một cái công ty có một môi trường làm việc khá là trẻ trung. Và bởi vì là cái trong cái giá trị cốt lõi này thì họ quan tâm nhiều đến cái độ máu lửa, nghĩa là cái mức độ mà nhiệt huyết đối với công việc cũng như là về sự chủ động và tích cực của những cái người mà làm việc. Vậy thì có nghĩa là cái môi trường này đa phần là người trẻ hoặc ít nhất là những cái người mang một cái tâm hồn trẻ. Bên cạnh thì ngoài ra thì họ có những cái thông tin về những cái giải thưởng quốc tế cũng như là cái giải thưởng trong nước để nhấn mạnh với mức độ uy tín. Và ở cái phần cấu trúc công ty này ấy, thì mình có thể nhìn thấy là công ty họ hoạt động với rất là nhiều mảng, có khá là nhiều với cơ hội để phát triển rất là nhiều khía cạnh về kiến thức cũng như là cái kỹ năng ở trong công việc. Thì ở cái phần tab dịch vụ này thì mình sẽ có một cái nhìn chung về các cái sản phẩm mà công ty họ đang hoạt động. Thì thật ra theo cái cảm nhận của mình ý, thì mảng game có vẻ như là đang là cái mảng kinh doanh chính vì hầu hết ở tất cả những cái tab này nếu các bạn vào cái website này các bạn sẽ nhìn thấy là hầu hết ở các cái tab này ý, thì cái mảng game thuộc cái công ty Gamota luôn là cái nội dung mà được ưu ái được giới thiệu đầu tiên cũng như là được giới thiệu nhiều nhất. Tự nhiên cái điều này thì nó cũng
không đồng nghĩa với cái mảng, về cái việc là các cái mảng dịch vụ khác là công ty họ không chú trọng, hay là chiếm thị phần nhỏ hơn. Thật ra vì mỗi cái giai đoạn khác nhau ấy, thì cơ cấu vận hành của công ty họ sẽ có cái khả năng là sẽ thay đổi và dịch chuyển. Tuy nhiên thì mình đánh giá là nếu mà các bạn có yêu thích về mảng lập trình game cũng như là yêu thích cái mảng lập trình trong cái mảng quảng cáo, trong cái ngành quảng cáo ấy, thì cái công ty Apota này sẽ là một cái lựa chọn là không tồi. Thì sau khi mà các bạn sẽ tìm hiểu về môi trường làm việc của Apota này cũng như là các cái thông tin về sản phẩm dịch vụ mà các bạn yêu thích cái công ty này, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về những cái thông tin tuyển dụng ở trên cái tab tuyển dụng này. Thì họ cũng có hầu hết những cái cơ hội việc làm tại cái thời điểm bây giờ mà họ đang tuyển dụng. Thì mình có thể nhìn thấy là trên cái tab này có đầy đủ các cái thông tin về các cái vị trí tuyển dụng hiện tại ở thành phố Hà Nội hay là ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì từ các cái vị trí có kinh nghiệm cũng như là những cái vị trí intern hoặc là fresher về mảng IT. Như hiện tại thì như mình đang nhìn thấy, như các bạn cũng đang nhìn thấy ở đây, thì đối với cả các cái vị trí liên quan đến technical thì thông qua website mình có thể nhìn thấy nhu cầu họ đang có nhu cầu tuyển dụng về BA intern cũng như là tester, hay là một vị trí mà mình thấy cũng rất là thú vị, đó là vị trí về cái mảng research and development intern. Nếu mà các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về cái vị trí này thì có thể hỏi Hanna hoặc là bộ phận cung ứng của nhân lực sẽ hỗ trợ riêng các bạn ở những buổi sau. Ngoài những cái thông tin tuyển dụng ở trên website này thì Apota cũng là một trong những cái đối tác của Phoenix, thế nên là sẽ có một vài vị trí ưu tiên dành riêng cho học viên của Phoenix hơn. Thì nếu mà các bạn có cái sự quan tâm về công ty Apota thì phía trung tâm cung ứng nguồn nhân lực có thể hỗ trợ kết nối giúp các bạn. Tuy nhiên thì trong cái phạm vi buổi nói chuyện ngày hôm nay ấy, thì mình chỉ xin phép chia sẻ với những cái tip tìm kiếm thông tin ở trên website trước. Mong là những cái chia sẻ vừa rồi của mình thì sẽ hữu ích với các bạn. Mình xin phép được kết thúc cái phần chia sẻ của mình ở đây. Thì để thay đổi không khí của buổi nói chuyện, ban tổ chức cũng đã chuẩn bị một cái bài tập nho nhỏ để các học viên tham dự. Ở trong cái buổi trao đổi ngày hôm nay sẽ cùng luyện tập những cái kiến thức mà nãy ban tổ chức vừa mới chia sẻ với các bạn. Thì các bạn sẽ có 7 phút để tìm hiểu về một cái website của một cái doanh nghiệp nào đó mà bạn yêu thích, và sau đó điền vào cái form mà chúng tôi đã chuẩn bị trước. Thì ba bạn hoàn thành nhanh nhất và hay nhất thì sẽ được cơ hội nhận cái phần hòa quà của ban tổ chức. Vậy nên là mời các bạn sẽ nhanh tay để quét cái mã QR trên màn hình và cùng điền cái form mà chúng tôi vừa gửi cho các bạn. Chúng ta sẽ có 7 phút và thời gian sẽ bắt đầu tính từ bây giờ ạ.
À, vâng ạ, chúng ta đã hết thời gian làm bài tập rồi ạ. Không biết là anh Nam đã kịp chấm xong chưa ạ? Vâng, chúng tôi đang nói đùa với nhau là anh Nam đang dùng tốc độ ánh sáng để chạy đua với tốc độ nộp bài của các bạn học viên ạ. Những bài thực hành tìm kiếm website của các bạn gửi đến một cách vô cùng nhanh chóng. Và không biết là anh Nguyễn Thành Nam đã kịp nộp bài chưa? Hiện tại là tôi đang thấy 100 bài nộp rồi. Chắc là anh Nam ơi, chắc là có thể Rồi ok, anh sẽ, kịp về chấm đây là một không bài ạ? test nhanh ấy, thì đầu tiên là anh có gợi ý rồi, góp ý ngay một số các bạn mà các bạn đi vào ngay vào những website lớn như của Thế Giới Di Động rồi FPT, Viettel thì thực ra nó rất là to và thông tin có vẻ như rất nhiều nhưng mà thực ra những thông tin đấy là không bổ ích. Bởi vì thực ra như tôi là mới tới biết cái đơn vị FPT nó rất là nhiều, nếu vào website của FPT thì thực ra là chẳng hiểu được thêm cái gì cả. Chúng ta phải đi vào sâu hơn nữa vào những đơn vị của nó. Nên nếu mà trong thời gian ngắn này thì các bạn nào đi tìm vào những công ty nhỏ thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn rất là nhiều. Thì tôi thấy đây có một số các bạn và nếu mà được chọn cũng khá nhiều đấy, nhưng mà tôi sẽ chọn một bạn tên là Vũ Thị Huệ Chi. Đấy. Tức là thông tin của Vũ Thị Huệ Chi làm về STI, bạn ấy chả biết về STI Solution thì bạn tự viết nó tương đối đầy đủ. Đấy, công ty là Võ Nguyễn Võ Quang Đông, giám đốc vị trí ở Đà Nẵng về game community và sản phẩm blockchain. Tức là nó tuy là nó ít nhưng mà nó khá toàn diện về cái công ty đó. Thì đấy là cái số 1. Thứ hai là bạn đây là bạn ấy quên tên rồi, để tôi xem. Nhìn thấy là tự nhiên cái nó nhiều quá nó bị hơi bị, xin lỗi một chút nha. À, thế mà nó chạy đây rồi. Bạn Nguyễn Phan Bảo Việt, tức là bạn tìm hiểu công ty Red Sand để công ty chuyên thiết kế quản trị doanh nghiệp, nhưng bạn đã phát hiện ra một thông tin rất là hay là thông tin tuyển dụng trên website này đã quá hạn từ 2021 và vẫn chưa cập nhật. Đấy, thì những cái này cũng là một cái, cũng nó nói lên được một cái điều gì đó về công ty này, có vẻ như là họ sẽ không quá quan trọng và họ sẽ không tuyển dụng dựa trên website mà phải muốn tìm dùng họ. Tức là có những cái mình phát hiện thì mình đừng vào, chứ không phải là mình vào như vậy là mình phải làm việc với được cái bạn nữa. Thế còn đối với các bạn làm tham gia một công ty lớn thì đây tôi nghĩ là cái bạn bạn nào vừa rồi mình đã trông nhìn nó chạy mất rồi. Bạn Vâng, có một điều chúng tôi rồi, rất là bạn Bùi Thị Mơ, tức là bạn cũng explore về Apota thôi nhưng bạn đã tìm ra được một cái điểm mà tôi cho là cái này cũng là một cái điểm mới, tức là bạn ấy bảo là phần new có rất nhiều bản tin hay, tức là cái phần mà nhiều khi chúng ta không để ý cái phần mà update, thì tôi đánh giá cái này là bạn như vậy, một cái công ty này họ rất chăm chút đến cái phần này và cái việc mà những cái thông tin ở trên cái website này có thể nó lại đối lập với cái công ty web kia, tức là viết ở đấy nhưng có thể không phải như vậy. Còn nếu ông update liên tục nhiều bản tin hay như vậy thì khả năng lớn là những cái điều ông nói là đúng. Rồi như vậy là chọn là ba bạn nhé, Bùi Thị Mơ, Explore Apota, bạn Red là cái bạn gì rồi? Nguyễn Phan Bảo Việt ạ. Rồi và bạn Chi đúng không? Vũ Vũ Thị Thị Huệ Huệ Chi Chi, ạ. SEA Solution. Thì tất nhiên là thời gian nhanh như chớp thì tôi không kịp làm, nhưng mà đấy là cũng cái điều mà sau này thì tức là phải nói với các bạn rằng là cuối buổi thì các bạn sẽ phải làm một cái bài, các bạn nhiều thời gian hơn nhiều để các bạn đi tìm hiểu kỹ về công ty và các bạn ấy cái đầu bài, cái bài mà tí nữa bên chị Lý chị sẽ giao cho các bạn, thì các bạn phải chọn cái công ty mà mình dự kiến mình sẽ làm, sau khi mình đi tìm hết các công ty thì mình sẽ lựa chọn cái công ty nào để mình muốn, tức là cân bằng giữa bạn đấy. Chị Minh chị có
nói lên mấy điều yếu tố này, cái phần áp bao ấy, cái phần về công ty thường chúng ta hay bỏ qua, nhưng mà thường cái phần đấy cũng rất quan trọng, thì phần đấy nói lên cái văn hóa, và đặc biệt là phần đấy chúng ta có tên của những ông sáng lập, nhiều khi có. Và thông thường ấy, thì cái mà tôi nghĩ rằng là muốn gặp được người sáng lập thì cũng không phải là có nữa, mình đã biết. Chúng ta nên đặt mạnh dạn làm cái việc như vậy, đừng có ngại. Vì chúng hôm nay mới là buổi bắt đầu, các bạn nên nhớ hôm nay mới là buổi bắt đầu chúng ta cái hành trình này thôi. Thì đấy là cái mà qua cái bài tập này thì tôi muốn tóm tắt lại cả cái ý kiến của các bạn ấy, là tôi thấy trên cái nhóm chat các bạn kêu ca rất là nhiều, nhưng mà tất cả chúng ta đều có một cái lỗi là chúng ta chưa tìm hiểu kỹ về nhà tuyển dụng, mà chúng ta cho rằng là ta kém, cái này cũng giống hệt như muốn kết bạn hoặc muốn làm quen với ai đó thì đầu tiên mình phải hiểu kỹ về người ta đó. Và đấy là cái bài học hôm nay thực sự là muốn chia sẻ với các bạn những cái cách chúng ta có thể tìm hiểu kỹ được. Và đây là cái điểm mà Unique có thể giúp các bạn được. Các bạn muốn hiểu kỹ hơn về bất cứ một công ty nào thì chúng tôi đều cũng có thể giúp đỡ được. Rồi. Xin cảm ơn, vâng ạ, xin cảm ơn anh Nam. Sau chương trình ạ, chúng tôi sẽ liên hệ với ba bạn để trao phần thưởng đến cho các bạn nhé. Rồi, chúng ta vừa lắng nghe tất cả những chia sẻ rất là thực tế từ kinh nghiệm của anh Nam, anh Thắng và chị Minh. Thì tiếp theo, phần tiếp theo đây ạ, sẽ là phần Q&A, phần hỏi đáp dành cho các bạn học viên. Và chúng tôi cũng nhận được rất rất nhiều câu hỏi của các bạn rồi. Sau đây thì tôi sẽ bắt đầu đọc câu hỏi để gửi đến cho các anh chị để trả lời dần cho các bạn ạ. Vâng, em xin đọc câu đầu tiên luôn. Câu 1 ạ, cơ hội việc làm cho những người trên 30 tuổi và làm trái ngành. Yếu tố nào để sinh viên trái ngành có thể cạnh tranh với các bạn background IT trong thời điểm số lượng job dành cho fresher đang khan hiếm hiện nay ạ? Vâng, chắc em xin mời anh Nam trả lời câu hỏi này ạ. Rồi, trái ngành. Tất cả các bạn, cái vấn đề khi đi xin việc ấy, hoặc đi tìm kiếm việc ấy, thì chúng ta phải không có điểm yếu. Nếu mà chúng ta coi nó là vấn đề thì nó là vấn đề ấy. Còn chúng ta coi nó là cơ hội thì nó lại là cơ hội. Nếu bạn coi cái việc bạn đã từng làm ở chỗ khác có kinh nghiệm là thế mạnh của bạn thì đấy phải là điểm bạn phải show ra, chứ không phải là bạn phải giấu đi. Chứ còn nếu chúng ta ngay từ đầu nó nghĩ rằng chúng ta đang mất 5 năm đi làm chỗ này thì coi như là một điểm yếu đấy, chúng ta sẽ coi như cái hành trình ta lại bắt đầu lại từ đầu. Nên là vì sao mà tôi gặp khá nhiều những trường hợp như thế này ấy, và tôi thấy rằng là các bạn đã định vị sai vì các bạn đi không tìm hiểu cái đối tượng mà tuyển dụng. Nhưng chúng ta nhìn thấy rồi, chúng ta có hàng chục ngàn cái đối tượng tuyển dụng khác nhau, và mỗi đối tượng nó tuyển dụng hàng trăm vị trí khác nhau. Nếu nhân lại thì cái matrix, tức là cái lựa chọn, nó lên hàng ngàn những cái vị trí mà chúng ta có thể áp dụng được, nhưng mà chúng ta chỉ áp dụng một việc là junior dev, ví dụ như thế, có một job duy nhất thì chúng ta không biết là họ còn tuyển những cái gì nữa. Có thể là bạn chỉ muốn làm dev nhưng không sao, bạn vào rồi thì bạn mới tìm được con đường đến chỗ đó. Thì cái lời khuyên của tôi đầu tiên, bạn có kinh nghiệm thì các bạn phải coi đấy là lợi thế. Trước thì cái phỏng vấn bạn ấy, bây giờ bạn viết lại cho tôi CV mà coi đấy là điểm mạnh. Trong 5 năm tôi làm việc ở cái ngành ví dụ như là kho vận, còn như ông đang là thủ kho, thì tôi đã học được những cái kỹ năng như sau. Thì khi mà chúng tôi đi giúp đỡ, hướng dẫn để gọi là đi giúp các bạn cùng nộp ấy, thì tôi sẽ nhấn mạnh vào những điểm đấy, là những cái chỗ này, những ông này là rất quan trọng. Cái kinh nghiệm này có một lần là cái hồi mới Phunix mới thành lập thì có một bạn bạn chuyển từ ngành dầu khí sang, là bạn học thì mới hết được có 2 3 môn thôi, thì mình đã giới thiệu ngay cho bạn một cái nhóm đang làm lập trình cho dầu khí, và các bạn ấy không có kinh nghiệm với dầu khí, các bạn rất có kinh nghiệm trong công nghệ thông tin, mà thôi thì thôi, tôi nhận luôn đi, sang đây công mở cho tôi xem dầu khí nó là cái gì, đại khái thuật ngữ thế này là thế này, còn lại lập trình tôi dạy không. Khi mà chúng ta phải làm một cái, đâm ra cái việc này nó matching này, nó gọi là một một những bạn chịu khó như vậy. Thì vậy thứ hai nữa là cái CV khi mà viết phải viết những cái gì mà là mạnh mà mình đã có, đừng khoe nhiều tôi biết nhiều đâu. Experience, thực ra kinh nghiệm có thể coi là điểm yếu nhưng cũng có thể coi là điểm mạnh. Tôi thì tôi luôn luôn cho rằng cá nhân tôi khi tuyển dụng tôi rất thích những người đã từng làm ở những lĩnh vực khác. Đấy. Và tôi biết rằng rất nhiều cán bộ tuyển, rất nhiều ông chủ doanh nghiệp cũng thích như vậy, nhưng mà kêu cán bộ nhân sự thì chưa chắc nhé. Ông nhân sự thì ông ấy không không sâu được như vậy, nhưng ông chủ doanh nghiệp là ông thích. Như vậy là cái việc này có hai việc chúng ta cùng phối hợp với nhau. Bạn coi đấy là điểm mạnh của bạn, và tôi với anh Thắng với tất cả những anh em của trung tâm sẽ cùng nhau đi tìm xem những cái đối tượng nào là phù hợp cho những cái đó.
Viết CV thì tôi cũng rất khuyên tất cả các bạn mà thôi, nên nên là thành cái bắt buộc là các bạn phải viết trên LinkedIn, tức là một cái platform về xây dựng CV. Chứ mình đừng viết một file PDF rồi xong đó mình mỗi lần phải sửa rất là mệt. LinkedIn là một cái nó giống như top CV nhưng mà nó là international, tức là toàn cầu, tức là cả thế giới dùng chung một cái platform đấy. Thì bạn update, tức là có nghiệm, đây nó cho bạn được toàn quyền quyết định thế bạn update cái gì trong lịch sử làm việc của bạn. Mà rất quan trọng trong lịch sử làm việc nữa, có một thông tin nữa nhé, các bạn phải ghi ra là nếu mà tôi muốn hỏi thì tôi sẽ hỏi ai. Đấy, trong thời gian bạn làm cái việc này, bạn nói rằng là nếu mà muốn đánh giá thì có thể người tuyển dụng họ sẽ liên lạc như đấy, đánh giá ồ ông này tuy ông kém nhưng mà hồi xưa là ông chăm chỉ lắm, rất là nhiệt tình, rất là năng động, rất hòa đồng với anh em, thì những cái điểm đấy là điểm cộng hết. Đấy, cá nhân tôi anh Thắng thì thấy rằng là cái ông được điểm cộng. Cái này thì cũng trả lời luôn cái câu hỏi mà chị Lý chưa hỏi, nhưng mà tôi cũng trả lời luôn câu hỏi số 10. Hai câu này nó liên quan đến nhau, một trong 10 câu hỏi các bạn lựa chọn thì là học sinh ở Phoenix nó có cái điểm gì mà mạnh. Thì tôi mà khi đi giới thiệu cho tất cả các nhà tuyển dụng tôi đều nói rằng Phoenix điểm mạnh nó là tự học, cái năng lực tự học là một năng lực rất rất quan trọng, và những ông làm chủ doanh nghiệp mà đang gọi như ông đều hiểu cái việc đấy là quan trọng nhất. Đấy, cái việc mà bạn đã từng bỏ sang cái nghề kia mà bạn đã dừng lại, bạn bắt đầu một cái mới mà bạn vẫn đi được đến đây thì bạn hơn hẳn cái ông là ngay từ đầu đã bắt đầu như thế. Về tinh thần, về năng lực, về sự kiên trì thì họ sẽ, thì bạn sẽ phù hợp những cái việc nó đòi hỏi những tính cách đấy. Thì đấy là cái hai cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là liên quan đến cái việc là một là làm trái ngành và thứ hai là những cái điểm mạnh của Phoenix. Và Phoenix thì tôi nghĩ chắc chắn có hai cái điểm rất quan trọng: tự học, và muốn tự học được thì phải hỏi nhiều. Cá nhân tôi rằng đánh giá rất là cao những nào hỏi hỏi chính là ông đang tự học. Cứ mỗi lần ta hỏi là ta đang tự học một cái gì đó, thành ra khi nào hỏi được là các bạn rất là nó hỏi nó càng cụ thể được thì lại càng tốt. Thì trong cái việc mà đây đối với trung tâm chúng tôi thì đây không, chúng tôi không sẽ trả lời câu hỏi về văn hóa, văn hóa là các bạn sẽ trả lời các mentor, các bạn học môn, các bạn sẽ thi, nhưng đối với trung tâm thôi các bạn nên hỏi những câu hỏi cực kỳ cụ thể vào. Một trong những cái bài tập hôm nay là chúng tôi sẽ yêu cầu các bạn phải tìm ra được ba công ty mà các bạn muốn làm việc, là các bạn ấy giải thích cho chúng tôi là tại sao các bạn lại muốn làm việc công ty đấy và các bạn muốn cái chúng tôi giúp đỡ cái gì. Rồi ok đấy Lý. Thế còn một cái phần nữa thôi, để Lý hỏi lúc tôi nghĩ rằng các bạn cũng khá quan tâm thì mình cũng sẽ nói luôn để trong cái phần chi tiết để anh Thắng anh nói, tức là xu hướng nghe nói là bây giờ công nghệ thông tin thì đang gọi như là bị bên đấy Google Facebook thì sa thải rầm rầm. Và bây giờ là AI, nghe nói là chat GPT nó thấy hết đến nơi rồi, có cái chẳng có việc gì mà làm. Tất nhiên cái việc này thì nó đang mà xảy ra nó giống hệt như vào là trời đang mưa thì nhìn nó là mưa, nó là cơ hội hay là vấn đề thì đều là cách chúng ta nhìn cả. Thì thực sự bây giờ mà nói là có đang những sự biến động rất lớn trong ngành công nghệ thông tin, cái đấy đúng. Đấy. Thế nhưng cái này nó mới đấy thì chính cái việc mà chúng ta có năng lực tự học tốt chúng ta sẽ đàn áp được cái điều đó. Còn nhu cầu nó sẽ từ nhu cầu này nó sẽ sang nhu cầu khác. Chưa đến nay chưa cái chúng ta đã trải, loài người này đã trải qua rất nhiều lần những cái cuộc cách mạng như thế rồi, và lần nào câu hỏi đặt ra là nếu máy nó làm này thì người làm gì, rồi cuối cùng là người vẫn đầy việc làm, chưa bao giờ không có vấn đề cả. Chat cũng thế thôi, nếu mà chat nó trả lời được nhiều câu hỏi thì vấn đề đặt câu hỏi mới là quan trọng chứ không phải là vấn đề tìm câu trả lời nữa. Các bạn muốn để cho ChatGPT nó trả lời đúng ý, thì các bạn phải hỏi nó một cách rất thông minh. Thì bây giờ nó hẳn một cái nghề mới, nó gọi là nghề gọi là prompt engineering, tức là nghề thực ra prompt engineering cũng là cách làm một ngôn ngữ lập trình, chứ chẳng có gì cả. Nó thể hiện cái tư duy trong đầu bạn thôi. Khi bạn học lập trình ý, thì cái mà bạn được ý, không phải cụ thể ngôn ngữ nào mà bạn cái tư duy trong đầu nó giống hệt như bạn ngoại ngữ ý. Bạn học ngoại ngữ này bạn chuyển sang ngoại ngữ khác nó rất dễ. Thì prompt engineering tức là cái cách làm thế nó đặt câu hỏi để ChatGPT nó trả lời được cho mình một cái, đưa ra lời giải cho mình, thì đấy là lợi thế. Thì tôi không thấy rằng đây là một vấn đề lớn. Có bạn hỏi rằng những người phải giỏi thì mới sống được, thì những người trung bình thì làm thế nào, thì câu hỏi này là rất là sai.
Bởi vì xã hội là do những người trung bình quyết định, nhưng mà do người giỏi quyết định. Đâm ra là nếu mà xã hội chỉ cần người giỏi thì người trung bình chết hết à? Đã trung bình tức là sao? Trung bình tức là cái người đấy phải là lớn. Chẳng hạn như là trung bình tức là đa số chúng ta phải là thuộc loại trung bình. Đâm ra ngành, bất cứ ngành công nghiệp nào thì cái phần trung bình cũng phải là chính, chứ không phải phần giỏi là chính. Chính máy móc ấy nó làm cho phần giỏi là ít dần đi, chứ không phải là ngược lại. Bạn muốn con đây là bạn đấy, thì đấy là cái điểm mà thực ra cái người trung bình, thực ra chúng ta, tôi thì tôi nghĩ chẳng có người nào là người xuất sắc, mà là người trung bình. Người trung bình chẳng qua chúng ta chưa thể hiện đâu, ta chưa tìm được cái chỗ để thể hiện. Những người mà kiên trì, bạn cứ nhìn thấy trong công ty rất nhiều về những người đó, họ đánh giá, họ sẽ đánh giá rất nhiều cạnh khác nhau, mà vì thế học lực nó chỉ là một cách, là một chiều để đánh giá thôi. Đã khi đi làm rồi họ đánh giá rất nhiều cái tinh thần đấy, như ông Apota thì ông tinh thần máu lửa, nhưng ông Saitech thì ông lại không cần cái máu lửa lắm, cái đấy phải cẩn thận tỉ mỉ kiên trì đấy, chứ không phải ông cứ máu lửa hỏng bén biết. Thì cái mà chúng ta, cái đấy thì tôi nghĩ rằng là những cái đó là những cái điểm mà chúng ta không có việc gì mà phải lo ngại cả, mặc dù tôi cũng không có số liệu nào để chứng minh cả, nhưng mà từ những kinh nghiệm thực tế nhiều, có rất nhiều lần tôi nghĩ rằng không phải vấn đề. Cái làn sóng sa thải là có thật đấy, nó xuất phát từ cuộc khủng hoảng của thế giới, chứ không phải là xuất phát từ khủng hoảng của chúng ta. Chúng ta đang rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế, đặc biệt là sau Covid đấy. Sau Covid thì rất nhiều cái, bạn cứ nhìn Việt Nam là bạn thấy ngay thôi. Đây có nhìn thấy hãng hàng không đúng không, đang gọi là vật lộn để tồn tại, bởi vì trong thời gian Covid các ông không được bay, không được bay thì không có tiền, không có tiền ấy thì bây giờ đến là hạn phải trả, vì máy bay toàn đi thuê hết. Bây giờ đến hạn trả tiền thuê đấy, có tiền trả thì chúng nó thu máy bay, thu máy bay thì lại càng không có tiền. Rất nhiều cái vấn đề chính là vì Covid bây giờ nó mới phát sinh. Vấn đề thứ hai là chiến tranh, tức là cái hậu quả nó sẽ hiện ra dần dần. Và đấy, khi nền kinh tế đi xuống thì tôi nói rằng bây giờ khá nhiều cái phần công nghệ thông tin trong ngành kinh tế nó rất lớn. Nên chúng ta nhìn thấy một loạt các công ty là trong ngành kinh tế, mà thực ra công nghệ thông tin là quyết định. Mà khi anh đi xuống thì đương nhiên là cái ngành công nghệ thông tin là cái lõi của đấy, nó cũng đi xuống thôi. Cái xu hướng đấy nó xảy ra trên thế giới. Ví dụ như là ông Facebook thì sao, phải cắt người vì ông bán quảng cáo là chính, sống bằng quảng cáo. Thế quảng cáo thì là các công ty khác chứ đâu phải công ty công nghệ thông tin. Công ty Coca-Cola thì là công ty bán hàng tiêu dùng, quảng cáo mới chính. Người dân không dùng nữa thì cái ông kia doanh thu nó giảm, doanh thu giảm thì nó không quảng cáo nữa, quảng cáo nữa thì ông Facebook thừa người. Là một chuỗi dây chuyền, nên là chắc chắn nó sẽ lan đến Việt Nam, lan rồi chứ không phải là không. Đấy. Những cái ngành công nghệ thông tin Việt Nam bị ảnh hưởng khá ít, các ngành khác tôi nghĩ là ảnh hưởng khá nhiều. Nhưng mà cái này, cái việc khủng hoảng kinh tế thì nó lại có một cái điểm may mắn là có tính chu kỳ, tức là nó xuống thì nó lại lên. Thì cái điểm thời điểm này thì tôi nghĩ rằng là với cái lực lượng chúng tôi tự đánh giá là với cái số lượng sinh viên ít như thế này, tôi nghĩ nó không phải là vấn đề, vì thực sự là chúng ta có mấy nghìn người đáng bao nhiêu đâu, nó là một hạt cát. Nên ra cái việc mà chúng ta phải focus, chẳng chỉ có điều là bây giờ chúng ta không dễ dãi như thế, chúng ta phải rất tập trung. Đấy. Tất cả các bạn, cái hôm nay tôi muốn gắn lại bạn, các bạn đi xin việc, các bạn muốn việc thì các bạn phải rất tập trung. Nó không giống đi học thì không khác gì cả, nhưng khó gấp 1-10 lần đi học tạm thế. Thì các bạn muốn học qua môn bạn rất tập trung, thì bạn muốn xin việc được vào đúng chỗ mình muốn thì cũng phải tập trung gấp 10 lần. Cái đó, cái mà chúng tôi giúp được bạn là đồng hành của các bạn, đứng cạnh, cần gặp ai, thiếu cái gì, phải học thêm cái gì, những cái kỹ năng nào còn thiếu, cái đấy chúng tôi có thể giúp được. Nhưng cái việc quyết tâm phải là của các bạn. Thì cái phần thứ ba là đánh giá là sẹo năm 2024 nó đã lên quay trở lại hay chưa, thì câu này là câu rất hay. Thực ra là nếu mà đánh giá quay trở lại được thì nếu mà tôi đã đoán đúng thì khả năng lớn là tôi giàu to. Chúng ta đoán được tương lai thì giàu lắm, nhưng mà từ gọi là cái kinh nghiệm cá nhân mà nói thì mình nghĩ rằng là nó sẽ đi lên. Trong bây giờ thực ra cái những cái Việt Nam, cái ngành công nghệ thông tin Việt Nam trong đấy tôi nói thì nó rất là nhanh, thì nói các anh em ngành rất là nhanh và xoay rất là nhanh. Đấy là điểm mạnh của những cái công ty mà trong lĩnh vực thông tin này, khi mà nó bị thay đổi. Những công ty to có khi lại vừa lúng túng, chứ ông Việt Nam cũng nhanh lắm. Tính cách của chúng ta là nhanh, chúng ta dễ dàng chấp nhận được. Và tôi tin rằng là thứ nhất là ngành công nghệ tin Việt Nam trong năm 2024 vẫn tăng trưởng. Nó có thể hồi xưa tăng trưởng 57-7% thì bây giờ tăng trưởng 30% nó vẫn tăng trưởng, và cơ hội
vẫn còn cho tất cả chúng ta, và chúng ta chỉ là một hạt giống nhỏ. Thực ra vô đích cũng chỉ là giống nhỏ trong cái tất cả. Nếu các bạn làm cái việc sau, các bạn cực kỳ quyết tâm, các bạn tự học, các bạn chứng minh được bản thân, và các bạn phải khai thác được cái mối quan hệ với trung tâm là chúng tôi đây, với các Hana và các mentor. Vì cái mentor đấy, nhiều khi cái người mà các bạn hỏi chuyên môn đó chính là người sẽ tuyển dụng các bạn. Rồi, cảm ơn Lý. Đấy thì những cái À, vâng, cảm ơn anh Nam một phát đã trả lời hết luôn 5 câu hỏi của tôi rồi ạ. Rồi ạ, xin cảm ơn anh Nam, hy vọng là các bạn sẽ có những đã thỏa đáng với cái phần phần trả lời của anh Nam. Mình nhìn thấy các bạn comment là để nói anh Nam chia sẻ rất là hay ạ. Vâng ạ, tôi xin đọc câu hỏi tiếp theo dành cho anh Thắng ạ. Câu hỏi: cơ hội việc làm remote hoặc là on-site ở các doanh nghiệp tại Việt Nam như thế nào ạ? Và chắc xin mời anh Thắng trả lời câu hỏi này ạ. Rồi, thì về cái câu hỏi này thì cũng giống như nãy anh Nam chia sẻ, thì Covid nó cũng gây ảnh hưởng khá nhiều, tuy nhiên là nó cũng tạo ra một cái số cái lợi ích nhất định, chẳng như việc làm việc online chẳng hạn. Đấy, thì cũng do Covid nên việc đẩy một cái tốc độ khá là nhanh liên quan đến việc làm việc online. Đa phần các cái doanh nghiệp cũng lại quen với cả cái việc làm online, và bây giờ có khả năng là người ta còn không thích nghi được với cả việc làm offline nữa. Thế thì tuy nhiên là bây giờ thì sẽ có khá là có mấy cái xu hướng thứ nhất là sẽ online hoàn toàn, chẳng như bên RTA chẳng hạn, là bên ấy làm việc online luôn, mọi thứ quản lý qua tool rồi giao việc này nọ trên hệ thống, không cần phải đến công ty văn phòng nữa. Cũng có một bên chẳng như Solotech chẳng hạn, thì sẽ lại theo cái hướng hybrid, nhà cũng thể vừa on vừa off, có thể online và offline khoảng 2 đến 3 buổi một tuần. Đấy, thì đa phần các công ty bây giờ cũng đang theo cái hướng là sẽ hybrid đấy, nhà cũng vừa on vừa off. Online là chính, nhưng mà lúc nào mà cần gặp nhau học hành trao đổi chẳng hạn thì sẽ offline cho nó gắn kết. Đấy, thì đấy là liên quan đến việc remote. Thì tuy nhiên nó có một cái điểm là với những cái bạn fresher rồi intern mà ít chưa có nhiều kinh nghiệm, thì cách mà hiệu quả nhất, tại vì cơ bản là các bạn học viên ở Phoenix thì đang học online theo hướng cá nhân, mà trong dự án thì sẽ cần phải team work, làm việc cùng với nhau. Đấy, thì thời gian đầu có thể sẽ phải qua gặp rồi trao đổi rồi làm việc cùng với nhau, cùng với team, thì cái việc hướng dẫn hỗ trợ nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Sau đó thì khi mình đã biết được quy trình, biết cách làm, biết cách tương tác với team rồi giải quyết các vấn đề chẳng hạn, thì mình có thể chuyển dịch dần sang làm online. À, thì lúc đấy công việc của mình cũng giống như việc học thôi. À, thì mình gặp vấn đề khó khăn thì mình hỏi mentor, team lead. À, rồi mình cũng sẽ có, lúc đấy mình chắc không cần HANA, mình sẽ tự có kỷ luật của mình trong cái việc kiểm soát thời gian rồi làm việc sao cho hiệu quả. À, rồi còn cái việc on-site ấy, thì cơ bản là các cái công ty cũng đang rất cần cái những cái nguồn lực on-site sang nước ngoài. Tuy nhiên nó cũng chỉ dành cho nhóm mà có kinh nghiệm thôi, hoặc là PM, BA đi gặp gỡ khách hàng, tìm hiểu requirement, yêu cầu. Còn các bạn fresher thì nhiều khả năng là sẽ làm việc offshore hơn. Rồi. À, vâng ạ, xin cảm ơn câu trả lời của anh Thắng ạ. Ok, câu hỏi tiếp theo ạ, tôi sẽ dành cho anh Nam. Một câu này thì chắc là về động lực. Anh chia sẻ kinh nghiệm của anh, làm sao để bản thân không nản trong quá trình tìm tòi, học hỏi kiến thức khổng lồ của ngành lập trình ạ. Cái gì? Đọc năm nào lại xem nào. Làm sao để bản thân không nản trong quá trình tìm tòi, học hỏi kiến thức cổng khổng lồ của ngành lập trình ạ? Làm sao mà không nản được, chắc chắn là sẽ có nản. Bạn bạn phải hỏi câu như thế này: nếu mà nản thì làm gì? Thì nó mới, thì làm cái gì mà không nản được. Khó bỏ xứ. Đấy. Thì đấy chính Anna là cũng lại như vậy. Thực ra nhiều khi làm việc ấy, thì quan trọng nhất là người nghe thôi. Tôi thì cá nhân tôi như thế, tức là mình lúc mình chán quá mình không, mình muốn bỏ hết, thì thực ra thì mình muốn nói chuyện với ai đó, mình chia sẻ, mà mình cũng không cần họ phải động viên đâu, mình chỉ cần họ nghe thôi. Họ thì mình cũng đã thấy rồi, thực ra là cái nản nó là một cái quá trình, nó cũng như kiểu lúc buồn ngủ, thì tôi thì quan điểm là lúc buồn ngủ thì ngủ chứ đừng có trống. Nản thì phải
Đấy thì khi đã Vậy làm lúc nào cũng buồn ngủ thì sao anh? à, là thì ông nào mà lúc nào cũng buồn ngủ tôi chịu, ông đấy thì tôi thì ngủ đi, thì nhà nó sinh ra có điều kiện thì làm gì cho nó mệt, tôi mà thế nhà tiền nhiều thì bố mẹ nuôi ấy, thì tôi chẳng có làm gì cả. Chúng ta thì rất ít người được rơi được với cảnh lúc nào cũng ngủ mà vẫn sống đàng hoàng. Chúng ta ngơi chân ngơi tay phát là đói. Thì đấy thì cái mà kinh nghiệm của mình ấy, khi mà nản thì một, nếu các bạn ấy, thì sau khi mình đã có Anna này tâm sự thôi, tôi cũng nói với Anna lắng nghe là chính đấy, rồi còn nói chuyện đấy, vì nói chuyện với những người mà mình cảm giác là cá nhân tôi cũng sẵn lòng các bạn nói chuyện chat, các bạn sinh viên cứ chat nói chuyện mình suốt, nói chuyện hai ba câu trên trời dưới biển, đọc sách là một cái mà cá nhân mình ý thích là khi nào thì mình đọc sách, mình thấy những chuyện sách gì mà mình thích ý. Chứ đọc cái sách này, làm giàu làm giếc khó bó xử, đọc chuyện ngôn tình, chuyện kiếm hiệp, chuyện trường gì đó, thì con người bình thường một lúc nó sẽ hết thôi. Chúng ta phải có bình tĩnh trở lại, chúng ta thấy lại, chúng ta sẽ à như vậy chúng ta đi tìm được. Đấy, thì nó cũng giống hệt như sức khỏe, chứ nó không phải là cái này, nó cũng giống như sức khỏe thôi, cũng lúc nó lên mình chơi nhiều quá thì nó yếu yếu thì mình lại phải nghỉ đi tí rồi mình tập luyện. Cái này nó là một quá trình rèn luyện dần dần thì các bạn sẽ hiểu được điều đó, nhưng mà đừng bao giờ làm cái nào cũng lúc không nàn nàn thì làm gì. Rồi, xin cảm ơn anh Nam. Nên là các bạn cứ bình tĩnh, lúc nào mà nản thì nó là điều rất là bình thường, không nản thì mới bất thường thôi ạ. Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo dành cho anh Thắng ạ. Có phải ngành công nghệ thông tin những người khá giỏi mới có việc làm, còn tầm trung trở xuống hoặc người mới có thể có ít cơ hội hoặc bị công nghệ thay thế không ạ? Thì Này, anh lúc cái nãy lúc anh nãy trả anh Nam lời trả gần lời rồi nào? mà. Anh Nam trả lời rồi. Thì cơ bản anh cũng nghĩ giống Cái như quan điểm đấy câu hỏi đấy nó sai về mặt logic, câu đấy thì thường hiểu là lo so lắng là đúng, nhưng mà nó sai mặt logic thì xã hội là do những người thường quyết định chứ không phải do người giỏi quyết định. thực thực Người hiểu thường bao giờ vai trò quan trọng hơn người giỏi. à, thực thực ra đây em cũng có một ý nữa nó liên quan đến cái phù hợp nha. Thì công ty mình cứ đang nghĩ công ty sẽ tuyển người giỏi nhất. Tuy nhiên là người ta sẽ tìm người phù hợp với cả cái môi trường văn hóa của họ hơn, nên là cũng không có cái đánh giá giỏi như là chung ở Chính xác, chính xác, này. hắn nói xuất sắc, bởi vì thực ra là hợp nó quan trọng hơn nhiều là giỏi hay là không giỏi. Rồi, ok, câu hỏi nữa em dành cho cả hai anh luôn nhé. Thị trường outsource tương lai sẽ như thế nào ạ? Em có trình độ tiếng Anh và tiếng Nhật bằng nhau nhưng không biết nên phát triển thứ tiếng nào để có vị thế vững chắc hơn trong việc làm outsource trong tương lai ạ. Gì bạn này giỏi cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật đấy hả? Vâng, em có trình độ tiếng Anh và tiếng Nhật bằng nhau, còn giỏi Bằng hay nhau không nên bằng nhau kiểu gì? thì Bằng nhau đều kém cả hay là bằng nhau đều nên giỏi phát cả? triển thứ tiếng nào thì chắc là có lẽ là chưa giỏi, em nghĩ là chưa giỏi. Chắc Thì đang câu ở hỏi mức trung thì bình. coi như là không có đi, cái điểm mà đã không phải điểm mạnh thì không bao giờ khoe nhé. Đấy, rồi nhắc các bạn khi hỏi em có trình độ tiếng Anh tiếng Nhật thì phải nói là em đang rất là mạnh, thì còn em đều dốt cả tiếng Anh lẫn Nhật thì chúng ta sẽ khoe ra làm gì? Đi đi khoe ra thì rồi. Còn ngành outsource thì lúc nãy mình nói rồi đấy. Ngành này thì cái này mà tôi lấy một cái câu chuyện này để kể cho mọi người nghe, là cái này thì anh em trong ngành ông nào cũng lo, chứ không phải ông chưa vào đâu. Ông giám đốc là ông lo nhất, chứ còn các bạn thì lo là cái ăn thua gì. Thì ông giám đốc của công ty giờ là lo nhất, nhỡ không có thì sao? Công hàng trăm ngàn ngàn người rồi thì làm nào? Thì thực ra câu chuyện này nó cũng hơi ngụ ngôn một tí, nhưng mà đây là chuyện thật 100%, không phải ngụ ngôn. Và khi mà tôi hỏi câu hỏi này, anh mang câu hỏi này đến hỏi một CEO của công ty Wipro, là một công ty rất lớn về outsourcing của Ấn Độ, thì ông ấy hỏi tôi thế này, ông ấy bảo rằng là mày có thuê ô sin bảo có thì ô sin mày làm gì, bảo ô sin mày giờ tôi giặt quần áo thế nấu ăn, các bạn giặt quần áo đi đấy, ô sin giặt quần áo, thế sau đó mày có mua máy giặt không, là khi nó có máy giặt thì mày mua không, bảo có mày mua máy giặt, thế xong mày có đuổi ô sin đi không, thế đúng là bảo không, thấy chưa. Tóm lại là cái máy giặt ấy nó không thay oxy, mà máy giặt thì thực ra nó giúp cho oxy là chính chứ không phải giúp cho mình. Tức là ông ấy chỉ nói rằng ấy, khi cái ngành service, cái ngành áo sót nó là ngành service, tức là gì, nó là dịch vụ nhiều hơn, thì cái công công cụ ấy mà càng phát triển nhiều thì lại càng nhiều nhiều service, chứ không phải là ngược lại. Nhà mà càng lắm đồ dụng cụ càng cần nhiều oxy, tạm gọi thế cho nó dễ hiểu.
Và từ kinh nghiệm thực tế của Fshop thì chúng tôi vui lắm đấy. Công nghệ mới nó càng công nghệ mới càng thích, càng nhiều công nghệ mới càng thích. Những cái hồi xưa nó đi nó ra một cái gọi là low code, trước trước cái AI này đã có cái low code rồi. Low code là cái thứ nó bảo rằng là ai lập trình cũng được, tức là thế nên là mình anh em lo gần chết thì bị sao hóa ra cái đấy là ngành mình là doanh thu lớn nhất, nhiều nhất, bởi vì ai lập trình cũng được nhưng ai muốn lập trình, nhưng mà kia nó không muốn, thì cuối cùng cái ông dùng low code thì vừa nhàn hơn là tiền lại được nhiều hơn. Đấy, không ngại, cái khó ở đây là chúng ta phải làm cái sự khác biệt, mà khác biệt trong cái ngành service thì nó lấy thắng đưa ra 4 5 cái ngành rất là hay. Trong ngành service thì khác biệt nó khác, khác biệt ngành service chính là sự kiên trì, sự bền bỉ. Đấy, năng suất lao động mình tính theo giờ. Thì chúng ta bảo hôm nay chúng ta làm việc 8 tiếng, làm cái gì nó mới quan trọng. Đấy, ví dụ như tôi hay hỏi là bảo là mẹ 8 tiếng đọc sách thì đọc được mấy quyển sách? Nhưng mà thằng 8 tiếng đọc 100 quyển, thằng 5 tiếng đọc 1 quyển thì tất nhiên là 100 quyển lớn. Thế còn đấy là cái tương lai thì câu trả lời đấy nó không chính xác lắm, câu của bạn kia thì, nhưng mà thôi hôm nay mới là buổi bắt đầu nên các bạn tôi hy vọng rằng là sau này thì những câu hỏi nó sẽ specific và liên quan đến mình nhiều hơn, tức lên cá nhân em đấy. Chứ còn thực ra ngành kinh tế thì không phải lo của bọn em lo làm gì, cái ông chủ tịch còn lo nhiều. Tại mình bây giờ anh thì mình thì thích nghe hỏi bây giờ mà em muốn làm giám đốc của công ty mà gọi như là Apota có được không? Câu đấy là câu rất hay. À, hay. Bạn nào hỏi thế là mình bạn nào mà hỏi tôi đấy là muốn gặp công là các bạn hay hỏi lắm, cho em gặp công ty này, bảo thế bây giờ anh sẽ dẫn em đến gặp cái ông đấy anh Tuấn Anh, nhưng anh sẽ giới thiệu em như thế nào thì phải viết đi, viết một cái bản, đây không phải là CV. Làm sao để đưa cái bản đấy ông Tuấn Anh vào, ô cái thằng này hay nhỉ, thậm chí biết thổi sáo đánh đàn cái gì cũng được. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ rằng chúng ta có điểm gì mạnh, chứ anh thấy trong nhìn cái comment này các bạn ấy toàn thấy mình kém đủ thứ, nếu kém đủ thứ thì chịu chết, không có cái ai là kém đủ thứ cả, ai cũng có rất nhiều điểm mạnh. Chúng ta đừng quá quan tâm đến việc mà chúng ta chưa có, tất cả gì chúng ta chưa có chúng ta sẽ học, đấy là tinh thần tự học. Còn bây giờ quan tâm lúc đi xin việc là phải xem chúng ta đang có cái gì rồi, thì các bạn sẽ thấy ngay rằng là những cái điểm chúng ta coi thường có khi lại là điểm mạnh, và đấy mới là cái điểm mà sẽ mỏi. Thì hôm nay thì cũng không phải là tất cả các buổi mà tất cả những này nó phải trong cái nhóm nhỏ hơn thì mới gọi là mình mới có thể truyền đạt những cái kiến thức kiểu như thế được, còn kiểu như là chỉ cày cho nó vỡ ra thôi. Rồi ạ, tôi sẽ đọc một câu hỏi nữa cho các anh ạ. Ngôn ngữ lập à đâu không, em sẽ chọn câu này. Cho em hỏi, nếu chỉ mới học khóa 6 tháng tester thì cần trang bị thêm kiến thức gì để có thể dễ dàng hơn trong công việc ạ? Tôi xin mời anh Thắng trả lời câu hỏi này ạ. À, được rồi. Thì thực ra thì cái với cái đánh giá ở góc nhìn của doanh nghiệp ấy, thì nó sẽ tập trung vào 3 điểm. Thứ nhất là kiến thức này, hai là kỹ năng, ba là thái độ. Đấy, thì những cái gì mình đang học ấy, thì cơ bản nó sẽ liên quan đến kiến thức, trừ cái khả năng tự học và gọi là kỹ năng. Đấy, thì để mà đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp ấy, thì mình sẽ cần thêm về kỹ năng. Ở đây có thể mình sẽ phải làm nhiều cái project này, rồi nhiều những cái liên quan đến thực tế. Hoặc là phải đi thực tập sớm trong quá trình học, mà mình có thể đi thực tập sớm được, tiếp cận với cả môi trường của dự án càng sớm càng tốt thì mình sẽ có kinh nghiệm, có học xong cái đã có 2 3 tháng kinh nghiệm rồi thì cái cơ hội việc làm dễ hơn. Đấy, còn cái điểm thứ ba thì nó sẽ liên quan đến cái thái độ, chẳng hạn như mình kiên trì rồi không bỏ cuộc rồi vượt qua những cái khó khăn trong quá trình học, cũng là quá trình việc làm đi làm sau này. Đấy, thì khi mình có những cái yếu tố rồi thì anh nghĩ cái cơ hội việc làm nó sẽ không quá khó. Rồi, xin cảm ơn anh Thắng ạ. Và một câu hỏi cuối cùng này nữa thôi ạ. Chắc là em sẽ dành một câu hỏi cuối cùng này cho cả hai anh. Em là bác sĩ, đang học Software Engineer tại Phoenix. Cho em hỏi nhu cầu tuyển dụng IT trong lĩnh vực sức khỏe y tế hiện nay. Mời anh làm trước đi ạ.
Nhắc lại câu hỏi của anh cái. Đang học em đang là bác sĩ và đang học software engineer tại Phoenix. Cho em hỏi nhu cầu tuyển dụng IT trong lĩnh vực sức khỏe y tế hiện nay. Đây đây câu hỏi này thực ra là đây cũng là câu hỏi nhu cầu chung chung rồi các bây giờ lại quay lại câu chuyện mới ông biết lập trình và ông là bác sĩ thì cái điểm nào là điểm mạnh của ông đúng không? Em đang học software engineer thì em chưa chưa phải là điểm mạnh, em đang học nhưng bác sĩ thì em đã là tốt nghiệp rồi, đấy là điểm mạnh của em đúng không? Thì em đi vào những chỗ nào mà cái điểm đấy nó quan trọng thì có rất nhiều công ty nó gọi là health tech, hoặc ngay trong web shop thì có rất nhiều những cái dự án mà nó làm về y tế. Đấy thì mình phải định vị như thế, sau đó thì bọn anh mới có thể giúp được. À như vậy, ví dụ tìm vào trong Viettel hay là cái công ty to thì thường nó không rõ bởi vì là nó quá nhiều thứ, nên mình phải mất công tìm để xem à ông nào cũng làm về cái mảng đấy. Nhưng còn công ty bé mà nhiều lắm, em search Google như cả mớ. Thì lúc đấy em lợi thế hơn. Mà đấy thì cái đấy là cái vẫn quay lại câu chuyện là nếu mà ông bác sĩ biết lập trình thì xin vào đâu nếu vứt bén cái phần bác sĩ đi thì coi như lại xin lại từ đâu. Còn cá nhân anh thì khuyên rằng tất cả cái gì chúng ta đã từng trải qua đều là điểm mạnh của ta cả, không thể là điểm yếu được. Đừng vứt cái quá khứ của ta đi như thế thì xin việc thế thì chết suốt lúc ngày là từ đầu. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm đấy thì về cái gợi ý nhé, một bài tập hôm nay bạn này phải làm đấy, bạn đi tìm những công ty mà về sức khỏe và ứng dụng công nghệ, bệnh viện cũng nhiều lắm, bệnh viện bây giờ vẫn IT bệnh viện nhưng không phải bệnh viện nào nhưng mà cũng nhiều bệnh viện nó cũng đầu tư khá nhiều, lúc đấy cái ông ít nhất là cái ông khi đấy thì người ta giao việc cho em thì đỡ phải giải thích, chứ giao việc cho ông lập trình thuần túy không biết gì về y nói mãi ông không hiểu. Thì em có thể làm cái cầu nối giữa giữa cái ông đấy với lại những cái ông lập trình giỏi. Thế hôm trước đây có ví dụ này anh kể luôn, ví dụ có một bạn bác sĩ mà đang học về AI ở trong Cần Thơ ấy, thì bạn ấy rất đơn giản thôi, mà cái ông tiến sĩ gì đấy công nghệ thông tin mang cái phần mềm AI đến để vào triển khai và nhận dạng cái gì gọi là gì chẩn đoán hình ảnh, thì bạn bảo không dùng được bởi vì là ông ấy thì nói, ông ấy công việc không phải là bác sĩ nên ông làm không dùng được. Thế là bạn ấy tức quá bạn đi học AI. Sau đó thì bạn ấy bảo là nếu mà em đã học như thế thì em tự viết được cái phần mềm đấy để em dùng được. Thế là anh thấy ngay thì bạn có thể tự viết được cái đấy mà không cần phải để ông tiến sĩ kia. Vâng, cảm ơn anh Nam. Anh Thằng còn muốn chia sẻ gì cho câu hỏi này của bạn học viên không ạ? Anh bổ sung một chút, thực ra thì cái mảng y tế hiện giờ đang đang khá phát triển, chẳng hạn như đặc biệt trong các cái bệnh viện này, thì cái mảng về công nghệ thông tin là gần như không có, mỗi cái bộ phận nó cũng có một cái bên IT thôi, nhưng mà chỉ dùng để vận hành các cái máy móc là chính, nhưng còn những cái thứ như kiểu như cần báo cáo hay là cần số liệu để đánh giá rồi xếp lịch các thứ, những cái thứ cơ bản bình thường là đa phần nó đang không có, nên là cái nguồn nhân lực cho cái mảng y tế rất là nhiều. Chẳng như Phoenix cũng đến đầu tháng 11 tới, khoảng 8 đấy cũng có sang trao đổi bên Ominex, cũng là một cái bên mà cũng khá nổi tiếng về về mảng y tế cả bên Nhật ở Việt Nam, nên mình nghĩ là cũng cũng khá là tiềm năng. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Nam và anh Thắng. Thực ra là chúng tôi còn rất là nhiều các câu hỏi mà các bạn học viên gửi đến cho ban tổ chức ạ. Nhưng mà chúng ta không chỉ có một số này, mà chúng ta còn chương trình của chúng ta còn dài và còn lâu hơn để tiếp tục đồng hành cùng với các bạn học viên hơn nữa. Và xin cảm ơn những cái giải đáp của anh Nam, anh Thắng. Với những gì chúng ta đã được lắng nghe, được chia sẻ, được thực hành thì chúng tôi tin là các bạn đã phần nào tự tin hơn trong việc chinh phục các nhà tuyển dụng đúng không ạ? Và có thể là còn có rất nhiều các câu hỏi mà các bạn băn khoăn như là cách viết CV này, kiến thức chuyên môn như thế nào thì sẽ phù hợp với các vị trí công việc khác nhau và với từng doanh nghiệp khác nhau, vân vân. Rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp nhưng mà các bạn đừng lo ạ, tất cả sẽ được giải đáp và tư vấn một một
ở các bước tiếp theo trong hoạt động hướng nghiệp của trung tâm cung ứng nguồn nhân lực, và để có thể hỗ trợ tốt nhất cho các bạn sau chương trình này thì ban tổ chức có một yêu cầu dành cho các bạn, như anh Nam đã nhắc từ đầu chương trình đến bây giờ rất là nhiều lần rồi. Đấy là chúng tôi gọi là tạm gọi là giao bài tập về nhà đi cho các bạn sau cái buổi học buổi ngày hôm nay. Với đề bài là các bạn hãy chọn ra 3 công ty mà các bạn mong muốn được làm việc và giải thích cho chúng tôi vì sao các bạn lại lựa chọn họ. Sau chương trình thì ban tổ chức sẽ gửi email, không yêu cầu các bạn phải làm tại đây giống như cái phần thực hành tìm kiếm website vừa nãy đâu ạ. Các bạn sẽ có thời gian để suy nghĩ xem là mình mong muốn làm việc tại công ty nào và vì sao mình lại đưa ra cái lựa chọn đấy và gửi lại cho ban tổ chức. Và cái bài tập về nhà này nó cực kỳ quan trọng ạ. Sẽ là căn cứ đầu tiên để trung tâm cung ứng nguồn nhân lực tiếp tục hỗ trợ các bạn ở những bước tiếp theo trong quá trình định hướng và tìm kiếm việc làm, như là sắp xếp cho các bạn được trò chuyện này, được gặp gỡ tham quan doanh nghiệp theo đúng nguyện vọng của mình này, và lớn hơn là giúp cho các bạn chinh phục được họ. Các bạn nhớ là các bạn sẽ có 1 tuần để suy nghĩ, và đây nó là quyền lợi nhưng cũng là trách nhiệm của các bạn ạ. Các bạn sẽ chia sẻ và viết chi tiết càng tốt thì chúng tôi có thể hỗ trợ được các bạn càng tốt hơn. Và nếu như mà các bạn không làm cái bài tập về nhà này thì chúng tôi tạm hiểu rằng các bạn không cần hoặc chưa cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi ở thời điểm này. Vâng, nên là các bạn rất mong là các bạn hãy dành thời gian để suy nghĩ, để cân nhắc và lựa chọn ra 3 doanh nghiệp mà bạn mong muốn được làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và cho chúng tôi biết vì sao để chúng ta có thể tiếp tục hỗ trợ bạn trong các chặng hành trình sắp tới ạ. Và có lẽ là chương trình của chúng tôi cũng đã gần 2 tiếng rồi. Cho mọi người cũng đã khá mệt rồi. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình tại đây. Và sau khi các bạn ao Zoom thì sẽ có một cái survey để các bạn để lại feedback cho ban tổ chức về khâu tổ chức, về nội dung để ban tổ chức có thể điều chỉnh tốt hơn. Và mong các bạn dành ra ít phút để đưa ra những ý kiến góp ý cho ban tổ chức nhé. Và các bạn học viên thân mến, ban tổ chức sẽ kết thúc chương trình X-Career số 1 tại đây ạ. Và hy vọng là buổi này sẽ hữu ích và mang lại giá trị cho các bạn học viên. Xin chào tạm biệt và chúc tất cả các bạn ngủ ngon.